Mía còn sống trở về, lão sẽ lại tìm tới bắt cho xem. Làm sao đi giúp con an toàn đây? Em có ý này. Bây giờ con hãy cùng cậu đi sang nhà cậu ở huyện bên kia sống. Lão Hợi sẽ không tìm bắt được con đâu. Làm sao con nỡ đi xa như vậy ạ? Mẹ ở nhà lấy ai mà chăm sóc? Chỉ cần con được an toàn thôi, con đừng có lo cho mẹ. Con sang ở với cậu, cậu sẽ cho con ăn học nên người, không phải đi làm người ở cho người ta nữa. Cậu đi lái thuyền thuê, thỉnh thoảng sẽ ghé vào thăm mẹ con, cho con yên tâm ha. Nhưng con đã hứa với Hữu con sẽ quay lại tìm cậu ấy. Nếu con không quay lại, cậu ấy sẽ cô đơn lắm. Con là người rất yêu thương động vật, lại biết giữ lời hứa. Như con nói thì Hữu con rất thông minh, chắc chắn Hữu con sẽ biết sống cùng đồng loại và đợi con trở về. Mẹ thằng Mía có ở nhà không? Sao tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện vậy? Có phải thằng Mía nhà bà quay về hay không? Nào có ai đâu. Đây là em trai tôi ở xa, nó mới tới nên trò chuyện thôi mà. Mày trốn trong này phải không? Đó là cua tôi mang tới biếu chị gái. Tôi đang định cản cậu mà cậu nhanh tay quá. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thằng Súng quay lại với lão Hợi thì nguy. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ chăm chỉ học hành, sau này thành tài về báo hiếu cho mẹ. Con trai ngoan của mẹ, con nhớ nghe lời cậu và học hành cho tốt, mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân, con đừng lo lắng. Dạ, con đi nha mẹ. Em đi nghe chị. Con đã nghi ngờ là nó còn sống rồi mà. Vậy sao mày không ở lại đó canh vắt nó cho tao? Tại khu kẹp con đau quá nên con về gọi ông đến giúp sức. Cậu ơi, họ đang đuổi theo muốn bắt con đó. Để cậu chèo thuyền ra xa. Mày bơi ra đó, biết lại cho tao. Dám lừa tao rồi bỏ trốn hả? Ông ơi, con không biết bơi. Ông ơi, cứu con với, con biết bơi ông ơi. Tao cũng đâu có biết bơi đâu. Tao không biết bơi, mày đã kéo tao xuống chết chùm luôn hả? Giờ ông kéo con lên. Ông yêu quá, lại rơi xuống nước. Dạ. Mày làm không hết chuyện của tao rồi. Hư con ơi, mình là Mía đây. Tạm biệt cậu, mình sẽ sớm quay lại thăm cậu thôi. Dạ, mong thầy nhận cháu Mía mà dạy dỗ cháu nên người. Đứa bé này nhìn rất sáng dạ, lại còn tốt bụng, biết yêu thương mọi vật. Ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. Con chào thầy đi. Con chào thầy ạ. Từ nay con ở lại đây chăm chỉ học hành. Cậu chèo thuyền chở hàng cho người ta, lâu lâu sẽ ghé thăm con, gửi tiền ăn học của con cho thầy. Dạ, con xin nghe lời cậu và thầy ạ. Con cứ xem nhà thầy như là nhà con, cố gắng học hành để mẹ và cậu con an lòng. Từ đó Mía ở lại nhà thầy Đồ chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, cậu còn miệt mài tự học nên thầy Đồ rất hài lòng về cậu học trò sáng dạ, chăm ngoan. Thằng bé chăm học lại chăm việc nhà, thật là đáng khen. Chú là bạn đi thuyền với cậu của cháu. Tôi qua nước dữ, thuyền của cậu cháu bị đắm, cậu cháu đã mất rồi. Cậu ơi, sao cậu lại bỏ con mình đi như vậy hả cậu? Cậu của cháu Mía đã mất rồi sao? Thiệt là tội nghiệp quá. Đây, tôi còn chút tiền của cậu cháu Mía gửi từ trước. Tôi xin gửi thầy số tiền này, cho cháu học thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Được rồi,
Thầy sẽ cùng con về nhà làm đám tang cho cậu con, rồi con cứ quay lại nhà ta mà tiếp tục học hành. Con sáng dạ lại chăm ngoan, thầy sẽ thay cậu con nuôi dạy con nên người. Mẹ ơi, cậu con ơi, đường về nhà của con ngày càng xa rồi. Không biết bây giờ hôn con thế nào rồi, cậu ấy đã chịu nhập đàn cho có bạn bè chưa? Này cậu bé, thầy của cậu đâu rồi? Tôi mang thư báo tin đến, cậu nhờ thầy đọc cho nha. Lại là anh sao? Hôm nay anh mang đến tin buồn hay là tin vui vậy? Thưa thầy, tôi rất tiếc lại mang tin buồn đến cho cháu mía ạ. Tội nghiệp con quá, mẹ con vì bệnh nặng đã qua đời rồi. Mẹ ơi! Con định tự mình trở về quê nhà sao? Con có biết đường về nhà không? Thưa thầy, con không nhớ đường về nhà. Lúc cậu đưa con đi thì trời tối lắm, lại đi bằng thuyền, đến nơi thì trời đã sáng. Mẹ con cũng đã mất rồi. Thư đến tai con, chắc mẹ cũng đã yên nghỉ nơi quê nhà. Giờ con quay về rồi con sẽ làm gì? Chi bằng con cùng ta lên kinh thành để tiện đường học hành và thi cử. Khi công thành danh toại, con trở về bái lại mẹ và cậu thì cũng chứng tỏ con đã hoàn thành tâm nguyện cho họ rồi. Thầy vẫn muốn nuôi con ăn học rồi thi cử trên kinh thành hả? Ta thấy con là đứa sáng dạ, lại rất chăm ngoan. Con cũng đã hứa phải học hành thành tài rồi mà. Nghe lời ta, hãy tiếp tục chăm chỉ học hành để mẹ và cậu con được an lòng. Con cảm ơn thầy đã thương con. Mía nghe lời thầy, hai thầy trò khăn gói lên kinh thành tìm chỗ trọ học, chờ ngày thi cử. Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt, rồi trở về thăm mẹ. Hư ơi, mình sẽ trở về sớm với cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, chú Hư con ngày nào đã trưởng thành. Trên đầu chú đã mọc ra bộ sừng to và dài. Ngày ngày chú cùng đàn hươu đi kiếm ăn trong rừng. Bao nhiêu năm ta canh chừng, hôm nay ta đã tìm được mày rồi. Sừng của mày to và đẹp quá, chắc chắn là làm thuốc sẽ tốt lắm đây. Mày đang chờ thằng mía sao? Nó sẽ không xuất hiện để cứu mày đâu, nó đã bỏ mày đi rồi. Rắn độc cắn tôi rồi, có ai không? Cứu tôi với! Vì thích săn bắt thú rừng mà lão Hợi đã nhận lấy kết cục bi thảm. Lão Hợi bị rắn độc cắn, lại rơi xuống vực sâu, không có ai cứu nên phải bỏ mạng trong rừng. Hưu quay về nằm chờ mía trước cửa hang. Nó cứ nằm đợi mãi, ngày này qua ngày khác, dù mưa nắng cũng không dời đi. Sau bao tháng năm chăm chỉ học hành nơi kinh thành, mía đã trưởng thành tham dự khoa cử ở kinh thành. Thầy ơi, con đã đậu rồi. Con đã học hành chăm chỉ, chúc mừng con đã thành tài. Lạy thầy, con tạ ơn thầy đã nuôi dạy con bao năm qua, nay con đã học hành thành tài. Xin thầy cho con về lại quê nhà thăm mộ mẹ và tìm người bạn thân thiết thuở nhỏ của con. Mẹ ơi, thằng mía bé bỏng đã về thăm mẹ rồi đây. Con đã ăn học thành tài rồi, nhưng mẹ đã bỏ con mà đi. Con xin lỗi mẹ vì bao năm không thể về thăm mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Hưu con ơi, cậu có nhớ mình không?
Đây chính là nơi mình đã gặp hươu con. Mùi hương ấy thật thơm, lại quấn quýt mình không rời. Cây hoa này thật kỳ lạ, sao nó lại mọc ngay trước cửa hang này nhỉ? Ngày xưa mình đâu có thấy nó. Ở chỗ này cách đây lâu rồi, có một con hươu già cứ tới nằm mãi như chờ đợi ai đó, rồi nó chết tại đây luôn. Cậu biến thành cây hoa này để đợi chờ mình phải không? Xin lỗi cậu, mình đã đi lâu quá. Cậu không muốn rời xa mình sao? Vậy mình sẽ chiết cành mang cậu về sân nhà mình để bầu bạn nha. Để nhớ đến người bạn hưu đã luôn chờ đợi mình, Mía đã đặt tên cho loại cây trổ hoa trắng có lá giống tai hưu, cành giống sừng hưu là cây hoa đợi. Loài hoa tượng trưng cho tình bạn gắn bó, chân thành. Dần qua bao tháng năm, mọi người nói lệch đi thành cây hoa đại như bây giờ. Ngày xưa, khi đất nước còn chìm trong loạn lạc, bọn giặc mạnh lên, xâm chiếm bờ cõi và nay đã đánh đến kinh thành. Nhà vua và hoàng tử buộc phải chạy trốn. Bệ hạ, tâu bệ hạ, không hay rồi. Bọn giặc đã đánh đến cổng thành. Bọn chúng đã đến rồi sao? Con trai ta đâu? Phụ hoàng, con đây. Hãy để con giết lũ xâm lăng. Bây giờ không phải lúc. Thế giặc đang rất mạnh, con còn nhỏ quá. Quan đại thần, khanh mau dẫn hoàng tử chạy đi. Ta sợ lại cầm chân bọn chúng. Hãy bảo vệ hoàng tử lấy lại cơ nghiệp nước nhà. Không, phụ hoàng ơi. Bệ hạ, xin hãy dắt hoàng tử chạy đi. Thần đã sắp xếp quân hộ vệ ở ngoài rồi. Xin cho thần mượn áo của bệ hạ để đánh lạc hướng bọn giặc. Quan đại thần, khanh không thể hy sinh như vậy được. Bệ hạ, thần chỉ là bề tôi hèn mọn, không có thần thì vẫn còn những người khác. Còn bệ hạ cửu ngũ chi tôn, không thể thay thế. Người còn thì giang sơn mới còn. Xin người hãy đi mau kẻo muộn mất. Khanh, trong cơn nguy cấp, xin đắc tội với bệ hạ. Người đâu? Dạ. Các người hãy bảo vệ bệ hạ và hoàng tử. Xin người bảo trọng. Bắt hết bọn chúng cho ta. Hãy mau, đường này. Nhà vua kia, đuổi theo hắn, bắt sống hắn cho ta. Đuổi theo ta đi. Bọn mình có đuổi theo ta thì nhà vua và hoàng tử mới chạy thoát được. Quân phủ đâu? Bắn con ngựa cho ta. Bắn hắn cho ta, không được để hắn thoát. Nhà vua kia, mi đừng hòng thoát. Ngươi bị lừa rồi. Ta chỉ là một tên quan hoàng, còn nhà vua đã đi xa khỏi kinh thành từ lâu. Cái gì? Bắn! Các ngươi đừng hòng bắt được ta. Đêm đen thế này á, làm sao biết lão chết hay chưa? Vách đá cao vậy nữa, lại thêm lão già đã già lũ phụ, kiểu gì cũng chết. Vậy ta sẽ nói là lão chết rồi nha. Ông quả là một trung thần hiếm có. Long quân sẽ phong cho ông làm quan dưới thủy tề. Nhưng trước hết, ông hãy trở lại trần gian, giúp Long quân một việc. Ta đang ở đâu? Ta chết rồi sao? Vết thương cũng khỏi rồi, hình như có người cứu ta. Còn nhắc đến Long quân cần ta làm gì đó. Bộ quần áo này,
vật gì vậy nhỉ? Kìa, đại nhân, đó là trứng của gia đình Long Quân, xin hãy cẩn thận. Ngài là? Ta là thần Kim Quy. Trời đất ghi nhận tấm lòng trung hiếu của ngài với đất nước. Long Quân muốn nhờ ngài một việc. Xin thần Kim Quy chỉ dạy. Long Quân đã chọn ngài và muốn ngài bảo vệ quả trứng này, đứa con mới sinh của gia đình Long Quân. Hãy chăm sóc và dạy dỗ cho con của Long Quân, rồi ngài sẽ được đền đáp xứng đáng. Tạ ơn thần Kim Quy cứu mạng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì thần yêu cầu, nhưng tôi chỉ là kẻ tài hèn sức mọn, sao có thể nuôi dạy được con của Long Quân? Người đừng quá lo lắng. Chiếc móng rùa của ta sẽ giúp người những lúc nguy cấp. Hoàng Nhi, con hãy chạy đường này nấp đi, cha sẽ nhử bọn chúng chạy đường kia. Xin phụ hoàng cho con nhử bọn chúng. Phụ hoàng chạy đi. Không được, con là người kế vị, con phải được an toàn. Còn ta sẽ tìm đến Trần tướng quân để yêu cầu chi viện, giúp sức. Phụ hoàng, lỡ như người không chạy thoát được. Nước mất vào tay giặc, ta là vua, phải biết mạnh mẽ để đối đầu với hoàn cảnh này. Nếu ta mất gì nữa thì cũng là một sự hy sinh của một người đứng đầu quốc gia. Và con, hãy nhớ rằng con là hy vọng duy nhất của đất nước này. Con phải rèn luyện và trở thành một vị vua xứng đáng. Giờ con mau chạy đi, nhanh lên. Ồ, quả trứng đẹp quá, nhưng trông mỏng manh như vậy, lỡ như không cẩn thận thì... Cứu tôi, cứu giai. Xin cứu tôi giai. Trời, hoàng tử đây mà. Hoàng tử, người có sao không? Hoàng đại thần, là ông thật sao? Tướng quân, nhà vua chạy hướng kia ạ. Tên vua dường như đang chạy chậm lại để nhớ chúng ta hay sao? Ta thấy ở đây có dấu chân ngựa, có vẻ đã dừng một lúc. Có thể là kế Dương Đồng kích tay. Hoàng tử là người thật rồi. Mừng quá, may mà gặp người. Làm sao đây, bọn giặc đang truy sát chúng ta. Ta nhớ rồi, móng rùa, thần Kim Quy, một toán người ngựa đang đến, hãy giúp ta. Mau nằm xuống. Chạy mau, trời ơi, ổn kìa. Hoàng tử, là thần đây mà, đừng sợ. Kìa, hóa ra quan đại thần có phép sao? Không phải vậy đâu hoàng tử, nhờ móng của thần Kim Quy này đây. Cấp báo tướng quân, chúng thuộc hạ đã trở về. Có tìm được gì không? Bẩm tướng quân, bọn thuộc hạ đuổi theo đến gần bờ biển thì gặp một con hổ to ngán đường, nên không thể đi tiếp được. Cái gì? Dạ bẩm, bọn thuộc hạ nghĩ con hổ vừa to và dữ như thế thì ai cũng phải bỏ mạng trước nó thôi. Ta không tin, ở bờ biển làm sao có hổ? Dạ bẩm, lỡ nó đi lạc đến đây thì sao ạ? Dấu chân ngựa ở ngã ba đường cho thấy con ngựa đã ở đó rất lâu. Rất có thể có người chạy vào đường đó trốn. Các người quay lại chỗ đó xem xét kỹ càng hơn cho ta.
chắc chắn phải dò la được gì đó. Bẩm tướng quân, còn con hổ? Thì ra là Long Quân cứu ngài để nhờ ngài nuôi dạy quả trứng này, giống như ngài hay dạy học cho ta, có phải không? Phải rồi. Còn hoàng tử, bệ hạ sẽ quay lại đây đón người chứ? Ta không biết nữa, chỉ mong là phụ hoàng sẽ thoát được bọn giặc. Nếu phụ hoàng tìm được đến chỗ Trần tướng quân thì... Hoàng tử đừng lo, bệ hạ phúc lớn nên sẽ không việc gì đâu. Nhờ hoàng tử chịu khó ở lại đây cùng lão thần chăm sóc trứng thần này nha. Vâng, ta nghe lời ngài. Hoàng tử, việc chúng ta cần làm nhất lúc này là phải giả dạng thành dân thường, không cho ai biết về lai lịch chúng ta hết, và bảo vệ trứng thần này nữa. Vâng. Vậy chúng ta hãy đổi xưng hô thành ông cháu. Thêm nữa, hoàng tử phải cùng ta làm việc như những người dân thường để tránh bại lộ. Người có hiểu không? Ta... À, cháu xin nghe lời ông. Quan... À, ông ơi, chúng ta nên đào cát lắp quả trứng lại để che giấu nó. Ông cũng nghĩ vậy. Chúng ta cùng làm nào. Nhẹ nhẹ thôi cháu. Cháu lót thêm cỏ cho nó ấm nha ông. Ông ơi, ông ơi, xem kìa, quả trứng. Ông ơi, quả trứng đã to gấp mấy lần hôm qua rồi, làm sao để giấu nó bây giờ hả ông? Ông cho là nó sẽ còn to ra nữa. Có lẽ ta phải làm một cái nhà. Trước mắt là như vậy đã. Bây giờ ông sẽ đào hố xung quanh cho trứng thần chìm xuống cát sâu hơn. Còn cháu, hãy đi kiếm cỏ khô, cành cây về đây. Chúng ta cùng dựng nhà. Ông ơi, rồi chúng ta phải làm lại căn nhà khác sao? Có lẽ để mai xem thế nào hoàng tử à. Hôm nay chúng ta đã làm hết sức rồi. Kìa, ông lại gọi cháu là hoàng tử rồi. Chúng ta đã quyết định chỉ gọi ông cháu thôi mà. Ồ, ông xin lỗi. Ông già nên lẩm cẩm rồi. Chúng ta đi nghỉ thôi. Ngươi có nghe bọn chúng nói gì không? Hoàng tử? Thì ra tên nhóc đó chính là hoàng tử. Chúng ta làm gì tiếp đây? Giết chúng chứ làm gì? Nếu không tướng quân sẽ không tha cho chúng ta đâu. Giết một lão già và đứa trẻ sao? Hay chúng ta bắt chúng gì làm con tin? Tướng quân đã nói thấy là giết, không cần hỏi. Giờ không cần tù binh. Nhưng hắn nói cũng đúng. Chúng ta không thể giết một lão già và một đứa trẻ. Hay chúng ta đốt nhà chúng. Như vậy chẳng cần phải động tay. Lửa to thế này, bọn chúng không thoát được đâu. Xong nhiệm vụ rồi, chúng ta đi thôi. Cháu ơi, dậy mau, dậy mau. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Ông ơi, lửa to quá. Nếu không chết nhạt cũng chết cháy mất. Thần Kim Quy, xin hãy giúp tôi. Ông ơi, chỗ này trong lành như trong rừng vậy. Phải rồi, thật lạ lùng, như một hang sâu vậy à. Ông ơi, cháu mệt quá. Đằng kia có chiếc giường. Ngày hôm nay dài quá.
chúng ta lại đó nằm nghỉ vậy? Nhưng con của Long Quân trong trứng này ở đâu hả ông? Ông không biết cháu à? Ông chưa bao giờ ở trong một quả trứng thần cả. Thôi, cháu ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tính. Vậy ta? Cậu biết tôi là hoàng tử? Tôi là con gái của Long Quân, được ấp trong trứng đây. Tôi là Hạnh Tiên. Nhưng cậu là quả trứng mà. Thì sao? Tôi vẫn nghe được hát, biết hát. Nhưng... chơi mãi trong hang cũng chán. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Sao cậu biết là đắp lá này? Lúc ở trong trứng, cha tôi đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi chỉ nghe chứ chưa từng thấy tận mắt. Giờ được nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp sống động thật, quả là kỳ dị lớn lao. Sau này tôi đánh đuổi bọn ngoại xâm xong, tôi sẽ cho cậu thấy một đất nước còn đẹp hơn nữa. Cậu sẽ làm được thôi mà. Này, cậu có biết chữ không? Dạy cho tôi đi. Được thôi. Cậu học nhanh lắm. Tôi học giỏi thì có được thưởng không? Đây, tặng cậu nè. Bông hoa đẹp quá. Cài lên tóc cho tôi đi. Kìa, ai thế kia? Ông. Cha, cha nuôi, đã thức dậy rồi. Là ai vậy? Đây là Hạnh Tiên, con gái của Long Quân, nở từ trong trứng đó ông. Đúng vậy, con gái sinh ra mắt cha nuôi. Cha đã ngủ gần một năm rồi. Được rồi, được rồi. Ta cũng hiểu rồi. Từ nay, ta sẽ nuôi dạy hai con. Chờ cha ruột của các con đến đón, có được không? Xung quanh đây đã thay đổi nhiều quá. Ông lại thắng nữa rồi. Chúng ta chỉ mới tập chơi thôi mà. Đúng vậy, các con tiếp tục rèn luyện thì sẽ sớm giỏi hơn ta thôi. Phụ thân của cháu là một kỳ thủ tài ba. Đánh cờ cũng là một cách điều khiển quân tướng. Phải điềm tĩnh, có kế hoạch, biết nhìn xa,
đánh giá được đối thủ. Cha, phụ hoàng. Hoàng Nhi. Tái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế. Con hoàng của ta, con không sao rồi. Hạ thần bái kiến bệ hạ. Ái khanh, thật mừng vì khanh vẫn bình an. Dân, thưa bệ hạ, thần Kim Quy đã cứu thần và nhờ thần chăm sóc cho con gái Long Quân đây. Tình cờ thần cũng gặp hoàng tử lúc bị bọn giặc truy đuổi, nên ba người chúng thần trú ẩn ở đây từ đó cho đến nay. Thần Kim Quy à, thật thần kỳ. Sau khi quân ta thắng trận, đêm qua ta nằm mộng thấy thần Kim Quy báo rằng hoàng tử đang ở đây, nên ta lập tức đến đón. Vậy chúng ta mau trở về triều thôi. Tâu bệ hạ, con là con gái Long Quân nên chưa có lệnh của cha, con không thể đi khỏi đây, cha con sẽ lo lắng lắm. Tâu bệ hạ, vậy thần xin được ở lại đây. Thần may nhờ ơn Long Quân cứu giúp nên thần phải tận lực giúp ngài ấy nuôi dạy người con này. Nếu không thần thành kẻ bất nghĩa. Vả lại, thần đã có tuổi cũng không thể giúp cho bệ hạ bao lâu nữa. Thời gian qua, thần đã truyền dạy cho hoàng tử hết những gì thần biết. Bệ hạ có thể an tâm. Phụ hoàng, con có thể ở lại đây để theo học quan đại thần tiếp được không phụ hoàng? Hoàng tử, con là người kế vị duy nhất của ta. Đương nhiên ta mong con được học hỏi quan đại thần. Nhưng dù bọn giặc đã bị đẩy lùi, tàn dư của chúng vẫn rất nguy hiểm. Nếu như chúng biết con ở đây, phải chăng sẽ liên lụy đến con gái Long Quân và cả dân làng nữa? Con hiểu rồi, thưa phụ hoàng. Vậy con hãy mau từ biệt rồi chúng ta trở về kinh ngày kẻo tối. Vậy ta xin từ biệt quan đại thần ở đây. Cảm tạ ngài đã chăm sóc và dạy dỗ con thời gian qua. Tạm biệt cậu, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Đây là một mảnh vỡ từ trứng thần, tôi đã đan dây để đeo bên mình. Cậu hãy giữ lấy để nhớ đến chúng ta. Ta sẽ không quên cậu và quan đại thần đâu. Mai này khi ta quét sạch bọn ngoại xâm, đất nước thanh bình, nhất định ta sẽ quay lại tìm hai người. Mười hai năm sau, Hành Tiên đã trở thành cô gái xinh đẹp, tinh thông nghề thuốc, luôn cùng với ông lão hành y cứu người, được dân làng vô cùng yêu quý, tiếng lành đồn xa. Mời cha dùng trà. Cảm ơn con. Mau ngồi xuống đánh cờ uống trà với cha đi. Sáng giờ con đã làm nhiều rồi, chẳng cho lão già này làm gì, ta sẽ buồn nhàn rỗi mất. Kìa cha, con có làm gì đâu, chỉ phơi thuốc và thổi cơm thôi mà. Ta biết. Vợ ta chỉ được phép đánh cờ, uống trà, thỉnh thoảng viết đơn thuốc. Cha đã vất vả nhiều rồi, con chỉ muốn đỡ đần cho cha thôi mà. Thần Nghi, Hạnh Tiên, xin cứu giúp chúng tôi với. Có chuyện gì vậy? Hai người mau ngồi xuống đây. Người này bị bệnh lạ, ta chưa thấy bao giờ. Thưa ngài, bệnh này đang lây lan khắp nơi, không ai biết nó từ đâu đến. Đến nay quá nửa dân làng đã mắc bệnh rồi, xin ngài cứu chúng tôi với. Ta chỉ có thể kê thang thuốc để kìm lại sự diễn tiến căn bệnh, còn lại ta phải xuống làng xem xét thêm. Thưa cha, có thể cho con một cơ hội để giúp mọi người được không? Con có cạo kiến gì sao? Cha chờ con một lát. Yeah.
hãy uống cái này đi. Đây là thuốc sắc từ Hoa Tứ Quý, ít nhất có thể ổn định thân nhiệt, điều dưỡng cơ thể cho bác. Không quả là thuốc thần, tôi đã thấy khỏe hẳn ra rồi. Quả là mạch đã ổn định hơn lúc nãy, tuy vẫn cần thêm một vài vị thuốc khác để giúp ông khỏe hoàn toàn. Xin cảm tạ hai cha con thần y. Chúng tôi xin trở về làng báo tin vui này cho mọi người biết, để đến đây chữa trị. Không cần đâu, hai bác cứ về làng đi, cha con cháu sẽ đem thuốc đến chữa trị cho mọi người. Vậy để ta đi lấy đồ đạc, chúng ta cùng xuống làng chữa bệnh. Tướng quân quả là đao pháp phi phàm. Người đang khen ta hay mỉa mai vậy? Nếu mà ta giỏi như vậy thì ta có phải bại trận trốn chui trốn nhủi như vậy hay không? Tướng quân cẩn thận, vết thương của ngài lại tái phát bây giờ. Các ngươi là lũ ăn hại, biết bao nhiêu tháng ròng cũng không do thám được gì. Thần y đó cũng chỉ là một người phàm sống sờ sờ trên mặt đất, chứ có đi trên mây đâu mà không tìm ra. Cấp bao tàu tướng quân, quân do thám đã tìm ra nơi ở của cha con vì thần y chữa bệnh cải tử hoàn sinh nổi tiếng khắp nơi. Có vậy chứ, chúng ta mau tới đó. Một khi ta lấy lại được sức mạnh, lo gì không lấy được giang sơn này. Nhưng thưa tướng quân, lỡ thần y chỉ là hư danh do người ta đồn thổi, hoặc là lỡ như bọn thần y không chịu quy phục chúng ta thì sao? Người nói cũng phải, nhưng chúng ta phải tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để thuyết phục chúng. Hoặc nếu như chúng không thuận theo thì giết đi trước khi chúng đầu quân cho triều đình, hiểu chưa? Thấm thoát đã hơn 10 năm rồi, không biết. Bệ hạ giá lâm. Bái kiến phụ hoàng. Con đã trưởng thành, cha đã nghe các tướng quân nói. Chính con đã bắn tên khiến tướng giặc trọng thương đúng không? Phụ hoàng quá khen, con chỉ gặp may thôi. Dù thế nào đi nữa thì tướng giặc cũng bị thương nặng khiến chúng phải lùi binh, nhờ thế mà quân ta chiếm ưu thế. Lâu nay con đã bận rộn rồi, hôm nay ta đến vì muốn nhờ con một chuyện. Phụ hoàng cứ dặn dò, giúp được cho phụ hoàng là con thấy vui rồi. Ta cần con đi ban thưởng cho cha con một thần nghi ở phía nam. Người này đã giúp trị thương cho binh lính và dân chúng, góp phần hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc chiến vừa qua. Hơn nữa, gần đây nhờ họ mà bệnh dịch được đẩy lùi, không lan đến kinh thành. Thần y sao? Liệu có phải là... Con đừng đoán nữa, cứ đến nơi rồi sẽ biết thôi. Lần này con hãy đưa họ về kinh thành cho ta gặp mặt cảm tạ. Cấp báo bệ hạ về hoàng tử, có tin mật báo đàn dân của bọn giặc đang di chuyển về bờ biển phía nam. Hình như là chúng đang lùng sục tìm kiếm hai cha con thần y nào đó. Không hay rồi, xin cha cho nhi thần được dẫn binh lên đường ngay. Được, chuẩn tấu, con phải cẩn thận đó. Tạ ơn phụ hoàng. Hạnh tiên, con để mấy cây cam thảo phơi khô của cha ở đâu rồi? Con sẽ đem ra cho cha ngay. Cha, cha ơi, cha, mấy người là ai? Chạy đi con. Thì ra hai cha con nhà ngươi chính là thần y người ta đồn thổi đó hay sao? Ông là ai? Tên tướng giặc kia, ngươi đã bị thương, bị đánh cho tàn tác mà còn chưa biến khỏi đây sao? Lão già cũng biết ta sao? Vậy thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Bây giờ các ngươi phải trị thương cho ta, và phải cho ta một loại thuốc hồi phục năng lực, tăng thêm sức mạnh vô song, đánh bại quân triều đình. Không đời nào. Vậy thì lão già sẽ chết. Cứ mặc ta, cứ để ta chết. Nếu cô đành lòng để cho lão già chết
ta sẽ đưa cô xuống làng cho cô chứng kiến bọn ta tàn sát dân làng từng người một. Cho tới khi cô giúp bọn ta thì thôi. Thôi được, ta sẽ chữa trị cho ngươi. Có vậy chứ. Người đâu, canh lão già. Nếu cô ta dám dùng thuốc hại ta thì giết lão cho ta. Ta thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Giờ thì ta không có đối thủ rồi. Chúc mừng tướng quân. Tên nhóc hoàng tử, hoàng tử, các người canh giữ cha con lão già này cho cẩn thận. Một mình ta có thể chấp hết bọn chúng. Ngươi đánh con, ngươi cho ta uống thứ gì vậy? Các người không được đụng đến con ta. Thương đó chỉ có tác dụng trong một lúc thôi. Tướng giặc kia, hãy đỡ. Thần Kim Quy, xin cứu chúng tôi với. Báo cáo hành tiên quá. Hoàng tử, ân thần. Hoàng tử, nằm xuống. Con gái ta, nay con đã lớn, hãy theo ta về thủy phủ. Thưa cha, hoàng tử vì cứu con mà bị thương, xin cha cứu chàng với. Được rồi, cũng xem như ta trả ơn cho hoàng tử. Tạ ơn Long Quân đã cứu tôi, ngài lại còn tiêu diệt bọn giặc ngoại xâm, giữ đất nước yên bình. Xin nhận của tôi một lạy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, các người đứng lên đi. Cứ xem như ta đã trả ơn cho việc ngươi làm bạn cùng con ta và cứu nó khỏi bọn gian ác. Chúng ta về thôi con. Bẩm Long Quân, xin hãy khoan. Ngươi có chuyện gì mau nói đi. Tôi tuy là người phàm, nhưng thời gian lớn lên cùng hành tiên cũng đã hiểu nhau. Trong phút giây sinh tử vừa qua, tôi cảm thấy nàng là người quan trọng với cuộc đời của tôi. Chúng tôi có thể vì nhau hy sinh cho nhau. Nếu như nàng cũng đồng ý, xin Long Quân tác hợp cho chúng tôi ạ. Con gái ta, con thấy thế nào? Thưa, con gái xin nghe lời cha. Vậy được, thấy hoàng tử là người nhân nghĩa, lại trí dũng song toàn. Nay ta chấp nhận cho hai con nên duyên chồng vợ. Hãy cùng nhau sống tốt và xây dựng đất nước thanh bình, hạnh phúc. Chúng con cảm tạ Long Quân. Ông ơi, ông có thể về cung cùng chúng con, để chúng con phụng dưỡng ông. Hoàng tử à, ta đã già, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Đây là thời của các con xây dựng đất nước. Thế là ông lão xuống thủy cung cùng với thần Kim Quy, còn hoàng tử và hành tiên trở về kinh thành. Sau khi nhà vua mất, hai người trở thành vị vua và hoàng hậu anh minh, trị vì đất nước. Còn nơi trứng thần của Long Quân bị vỡ làm nhiều mảnh, trở thành ngọn núi thiên, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam ta ngày nay. Dân gian gọi là núi Ngũ Hành ở Đà Nẵng. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có hai vợ chồng son nhà nghèo, sinh nhai bằng nghề làm thuê làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu thương nhau. Thường buổi tối sau khi đi làm về, hai vợ chồng ngồi kể cho nhau những chuyện xa gần mới nghe được. Ban ngày lúc cày cấy cũng cùng hát cho nhau nghe những câu hát tình duyên. Nàng mệt không? Nàng nghỉ một chút đi, để ta làm cho. Thiếp không mệt, chàng có mệt không? Chúng ta cố gắng gặt cho xong, rồi gánh về giao cho ông cả, chàng à. Chàng kể chuyện cho thiếp nghe đi. Được rồi, nàng muốn gì ta cũng chiều nàng hết.
Chỉ ngại ta kể không có duyên, toàn kể chuyện buồn làm nàng buồn theo. Không sao, miễn được nghe giọng chàng thủ thỉ bên tai là thiếp hạnh phúc lắm. Ngày xưa có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Họ luôn ở bên nhau cho dù gian khổ hay đói nghèo. Cũng có lúc cãi nhau vì chuyện này chuyện nọ, nhưng cho dù cãi nhau họ vẫn ở bên nhau không rời. Trời, chàng như đang kể chuyện của chúng ta. Thị Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng đau ở đâu chăng? Trọng Cao chàng ơi, người xưa nói bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Chúng ta không còn cha mẹ để phụng dưỡng, nhưng cái tội lớn nhất là không có con để nối dõi. Thiếp thật có lỗi với chàng. Nàng sao lại nói như vậy chứ? Vợ chồng mình vẫn còn trẻ mà, cớ sao nàng lại tự trách mình? Thôi, đừng nghĩ đến nữa. Sau này trời thương sẽ ban cho chúng ta có một đàn con thôi. Thế rồi xuân qua hè đến, thu đi đông trở lại. Vợ chồng Trọng Cao vẫn hạnh phúc bên nhau. Thấm thoát một năm đã trôi qua. Ông trời ơi, Ngài làm cho hạn hán mất mùa, chúng con chẳng còn gạo thóc để ăn, thì làm sao mà sống cho được đây? Chị ăn đi cho đỡ đói, tôi chỉ còn có một củ khoai thôi. Ta đến xin làm thuê ở nhà lão cả, ông ta không chịu. Còn nàng thì sao? Thiếp cũng đến nhà bà Hai Mộc mượn mấy quan tiền rồi hẹn làm thuê trừ nợ, mà bà ấy cũng không chịu chàng à. Hay là vợ chồng mình đi mót khoai xem có còn sót lại không? Hay là ngày mai ta lên rừng đào củ mài ăn nhé. Chàng tính sao, thiếp cũng xin nghe. Xin ông cho tôi một chén gạo. Ông làm ơn, tôi cho ông cũng được mà. Ông làm ơn để trả nợ cho ông. Xin ông mà. Thì tôi cũng làm hết. Từ sáng đến giờ không kiếm được việc làm, đi đâu người ta cũng từ chối, làm sao có miếng cơm cho chồng ta ăn đây? Nàng ơi, Thị Nhi ơi, xem ta đem về cái gì nè. Thị Nhi, nàng sao vậy? Thiếp không sao đâu, chỉ là hơi choáng váng một chút thôi. Mà chàng đem cái gì về vậy? Nàng biết không, ta định đào củ mài, nhưng không ngờ gặp cây năng bột, ta liền chặt ngay. Ăn nó rất tốt cho sức khỏe. Nàng đang đói nên cứ nằm nghỉ, để ta đi làm những cái bánh cho nàng ăn nhé. Ta mò nãy giờ chẳng thấy con ốc con cua nào cả. Chắc dân làng cũng đã bắt hết rồi nàng ơi. Thiếp bắt được mấy con còng, đem bán có thể đổi được nắm gạo. Lâu rồi chàng không được miếng cơm nào. Ta nghĩ chẳng có ai đổi đâu. Sao chàng nói vậy? Vì ai cũng đói kém như chúng ta, thì làm gì có gạo mà đổi. Chỉ còn những lão nhà giàu lo đóng cửa kín mít, sợ người dân tới dây tiền dây gạo thôi. Sao chàng không ăn đi? Ta phải đi một nơi khác kiếm ăn, không thể ở nhà rồi cùng nhau chết được. Chàng đi đâu thiếp cũng đi theo, đói no cho thiếp theo cùng. Ta cũng tính rồi, muốn nàng đi cùng lắm, nhưng mà phải biết nơi để đi rồi an toàn trở về thì nàng mới theo. Đằng này là đi kiếm sống, lại chưa biết đến nơi nào. Vợ chồng ta chưa từng xa lìa nhau, thiếp ở lại một mình sẽ nhớ chàng lắm. Nàng hãy mạnh mẽ lên và ở lại. Nàng đi theo ta thì hương khói cha mẹ, ông bà tổ tiên hai bên liệu như thế nào? Chốn quê đất tổ, nàng cứ ở lại đợi ta. Ta nhất định sẽ mang tiền bạc hay thức ăn về cho nàng. Thiếp biết ông bà dạy, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thiếp ở lại thì an toàn, nhưng chỉ buồn mà không đặng. Nàng đi theo ta lành ít dữ nhiều, chỉ bằng nàng chịu khó ở nhà đợi ta, canh ra qua ngày, ta hứa nhất định sẽ trở về.
ta sẽ về nhanh nhất có thể. Còn nếu khó nhất, hãy chờ nhau trong 3 năm. Nếu 3 năm không thấy ta trở về, nàng hãy tự biết lo cho thân mình, vì có thể là ta đã bỏ xác nơi quê người. Nàng đừng ở vậy mà phải đi lấy chồng khác. Trọng Cao đi đã hơn 1 tháng rồi. Mình ở nhà máy cũng không phải là cách. Phải đi kiếm cái ăn thôi. Trong làng không còn công việc nữa, mình đi qua làng bên xem sao. Nè cô ơi, cô làm sao vậy? Cô ơi. Ông là ai? Tôi là Phạm Lan, người làng Hạ. Cô cố gắng ngồi dậy đi, chứ nơi đây đường vắng vẻ, nguy hiểm lắm. Ông ở làng Hạ sao? Vậy có biết bên đó có ai cần người làm không? Thấy cô cũng hiền lành, ta có công việc như vậy, cô liệu xem có làm được hay không? Ta có người vợ đang bị bệnh, cô có thể chăm sóc cho vợ ta được không? Ta lo cho cô cơm canh ngày 2 buổi. Thưa ông, tôi vẫn đi làm cho nhà ông, nhưng thỉnh thoảng tôi phải về nhà để hương khói cho cha mẹ hai bên và đợi chồng tôi về. Như vậy có được không? Được, miễn là cô phải hoàn thành các công việc chăm sóc người bệnh cho gia đình ta. Thật tốt quá, tôi xin cảm ơn ông. Tôi nhất định sẽ thật chăm chỉ. Từ khi ra đi, Trọng Cao rong ruổi trên các con đường, đi đến đâu, gặp người nào chàng cũng hỏi đến việc làm, nhưng lại nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Mình nghĩ rằng ra đi để kiếm miếng cơm hoặc một ít tiền đem về cho vợ, nhưng chẳng ngờ lại không kiếm được cơm, mà tiền thì cũng không. Lẽ nào ta phải bỏ xác lại nơi đây hay sao? Ê, sao dám giật bắp của ta? Đồ ăn mày đáng ghét. Vì hạn hán nên người dân không có cái ăn cái mặc, chứ nào phải ai cũng hèn hạ như vậy. Mà cô ta dám nói ông ấy là ăn mày chứ? Ông gì đó ơi, trả lại cho cô ta đi. Ta bỏ luôn cho ông ta ăn, ngươi đòi lại làm chi? Anh cũng khí phách quá đấy chứ. Định đòi lại mấy trái bắp cho ta. Anh là ai? Sao đến ngồi trước nhà của ta? Đây là nhà của cô sao? Chứ không lẽ nhà của ai? Nhưng câu ta hỏi, ngươi chưa trả lời. Nhìn ngươi rất lạ, từ đâu đến đây? Ta tên Trọng Cao, từ nơi xa đến đây kiếm việc làm. Cha ta hôm nay đi chơi rồi, nhưng ta quyết định nhận ngươi vào làm việc trong nhà. Thuốc đâu? Tại sao lâu quá vậy? Dạ thưa bà, có thuốc đây. Có thuốc đây. Ngươi muốn cho ta chết hả? Thưa bà, vì hôm qua mưa, củi bị ướt nên đun thuốc hơi chậm mà. Xin bà thứ lỗi. Thôi, ngươi đừng biện minh. Ta nghĩ ngươi chắc là lo nói chuyện với đám trai làng thì có đó. Cô xuống lo nấu ăn đi, để ta cho nàng ấy uống thuốc. Lan, rồi con cũng sẽ tìm được hướng đi cho mình. Nhưng hãy cố nhớ sức mạnh song sinh của anh em con. Chỉ hiệu nghiệm khi nào các con còn yêu thương và tương trợ lẫn nhau. Sau khi Tân và Nương làm đám cưới không lâu thì đạo sĩ qua đời. Ba người sau khi làm đám tang cho đạo sĩ thì cùng nhau xuống núi dựng nhà trong làng. Cả nhà cùng chăm chỉ lo cày cấy, thỉnh thoảng đi thu phục yêu quái giúp dân làng. Em đang đọc sách à? Ừ? Sao vậy? Có chuyện gì à? Có chuyện gì đâu.
Nói anh nghe xem, lúc nãy ăn cơm, trông em cũng không vui. Em muốn ra ở riêng. Tại sao? Thật ra từ lúc anh có vợ á, anh em chúng ta không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Em có hơi buồn. Em nói vậy là sao? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Em sẽ ở cùng vợ chồng anh đến khi em có gia đình riêng. Lúc đó em muốn làm anh vui, để anh lấy chị dâu thôi. Em ở chung như vậy, thấy không có thoải mái lắm. Không thoải mái chỗ nào? Chúng ta ở chung mới chăm sóc nhau được. Thầy cũng đã dặn chúng ta như vậy còn gì. Vợ chồng anh cũng luôn đối xử tốt với em kia mà. Anh không có hiểu. Em có thể cất một cái nhà ở ngay kế bên nhà anh chị mà. Vậy là được rồi. Vậy sao phải ở hai nhà, trong khi một nhà cũng đủ rồi. Mình đã làm cái nhà này rộng rãi, để em có không gian riêng đó thôi. Ủa, hai người làm sao vậy? Không có gì đâu em. Em đã may hai cái áo mới cho hai người nè. Cảm ơn chị dâu. Áo đẹp quá em ạ. Nhưng sao nó khác màu vậy? Thì để em phân biệt hai anh em chứ sao. Dù hai người đứng chung á thì em có thể nhận ra, nhưng đứng một mình thì em có thể nhầm Lan là anh chứ bộ. Anh cũng đâu muốn em nhầm như vậy, đúng không? Anh Tân, anh Lan, có chuyện gì vậy? Mau qua làng bên ngay, có một con yêu quái đã bắt mất bầy trâu của làng ngay trong đêm. Cảnh tượng ghê rợn lắm. Đem lấy binh khí. Anh cứ đi đi, đừng lo cho em. Hai người nhớ bảo trọng. Dấu vết tới đây là mất tiêu. Anh nghĩ nó đi đường nào? Anh không biết. Cỏ chỗ này không hề bị rạc, cứ như là bị bóc lên trời vậy. Cả một bầy trâu gần trăm con hả? Con quái vật nào mà lại... Gió cắt đi. Không lẽ là... Anh muốn nói cái gì? Không thể nào như vậy đâu. Cẩn thận. Anh coi kìa, nhưng chúng không hề chạm đất. Vậy thì đây chỉ là ảo ảnh của bọn trâu thôi. Sao Lan, em còn sao chứ? Ảo ảnh thôi, nhưng mà đau thiệt. Chúng ta mau kết thúc chúng thôi. Chúng ta thắng rồi sao? Ôi trời, chiêu số 3 nào. Em có sao không? Ui da, giờ em mới thấy đau á. Có vẻ như là ngoài da thôi. Để anh lấy thuốc bôi cho em. Đau. Lớn rồi mà còn kêu đau như con nít. Kệ em. Nhưng mà anh có thấy lần này khác với mọi lần không? Đúng vậy. Bình thường những con yêu quái kia sẽ ra mặt thách thức. Anh thấy có vẻ như chúng ta vẫn chưa hạ được nó. Em có cảm tưởng như vậy. Hình như con trâu khổng lồ kia cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Em đâm vào nó kia mà. Đúng là vậy. Dù sao thì em thấy có gì đó rất giống con yêu quái cánh dơi năm xưa. Cũng có thể là trùng hợp. Con yêu quái ấy đã bị thương và bị phong ấn 2 năm rồi. Đúng ra là nó đã phải chết rồi. Hay là ngày mai chúng ta tới đó coi lại xem sao. Hai người đi cẩn thận đó. Tụi anh sẽ đi về trong ngày. Em ở nhà cẩn thận. Em biết rồi. Trong đây có cơm nắm rồi. Em gói cả tép kho mà anh thích nhất đó. Cảm ơn em. Hai người chia tay cho tới chiều luôn quá à. Đi nhanh lên anh ơi, kẻo muộn đó. Anh đi nha. Mình nghỉ mệt, uống chút nước đi anh ơi. Anh à, nếu như mà con quái vật đó thực sự còn sống thì sao? Thì mình phải tìm nó tiêu diệt chứ sao. Đâu thể để nó tác quái tác quái như trước. Em chỉ lo là nó sẽ trả thù chúng ta và chị dâu. Em nói phải. Vậy mình nên đi xác minh ngay để có cách đối phó với nó. Em làm sao vậy Lan? Em thấy chóng mặt quá. Chắc là do trời nắng. Vết thương hôm qua của em chưa lành. Có thể nó có yêu thuật gì đó nên em bị mệt. Đáng lẽ anh nên đi một mình. Không không, ngồi nghỉ một chút là em đi được. Không được đâu. Em ngồi đi,
Anh tìm xem có bác điều phu nào không, nhờ đưa em về. Anh sẽ đi xem chỗ phong ấn thật nhanh rồi về. Em mau mặc áo của anh đi, áo em ướt hết rồi kìa. Không, không à. À, anh có thể giúp tôi đưa cậu ấy về nhà không? Cậu ấy bị làm sao vậy? Là bị cảm nắng nên hơi mệt một chút, cần nghỉ ngơi. Vậy phiền anh nha. Không có gì đâu, các anh giúp mọi người trừ tà ma yêu quái, tôi rất vui được giúp các anh mà. Những vết này, đàn trâu của làng bên đã được đem đến đây sao? Không thể nào. Chị Nương có ở nhà không? Mau giúp với. Anh Tân, chồng tôi đây mà. Anh ấy đang đi rừng thì cảm nắng, nên anh kia kêu tôi đưa anh này về trước. Cảm ơn bác, làm phiền bác quá. Dạ không có chi, vậy tôi về đây. Anh Tân, mình ơi, anh có nghe em nói không? Anh ấy sốt cao quá, sao lạ vậy? Sáng nay đi còn khỏe mà. Sao toan quan thế này? Ai đã giải thoát cho nó rồi ư? Thì ra năm xưa chưa hề phong ấn được nó. Nguy rồi. Thôi nguy rồi. Sao uống thuốc mà chưa đỡ, lại còn nặng thêm nữa. Lan đi đâu mà mãi chưa về? Để mình nhờ đi kêu thầy thuốc. Một mình sao bỏ anh Tân ở đây được. Anh Tân, anh Tân ơi, anh có nghe thấy em nói không vậy? Để em thay áo khác cho anh. Hả? Em làm gì vậy? Anh là anh Tân. Anh Tân, anh về rồi hả? Tôi chỉ đi vắng có nửa ngày mà hai người đã làm gì? Anh Tân, em nhầm lẫn, em tưởng Lan là anh. Anh à, em không có làm gì hết á, em bị sốt từ nãy giờ. Hai người còn giải thích nữa à? Tôi về thấy mọi chuyện rành rành, thật không ngờ. Sao chú lại mặc áo của anh Tân chứ? Anh ấy đã đổi áo cho em lúc ở trong rừng á. Anh Tân! Anh Tân! Anh Tân! Anh Tân, nghe em giải thích đã. Anh đang bực mình, em đừng nói gì hết. Anh hiểu lầm em và Lan rồi. Em tưởng anh là Lan. Lâm à? Ai là chồng em mà em không nhận ra hay sao? Ai kêu anh đổi áo với Lan? Lúc sáng anh có mặc áo đó đâu. Lan vừa về đã bất tỉnh không đi nổi. Anh nghĩ em còn để tâm xem xét ai là ai sao? Anh nhớ rồi. Lúc sáng mồ hôi của Lan ra ướt áo, Nên anh đã đổi áo với cậu ấy. Anh coi, Lan vừa về là sốt cao, mê man bất tỉnh. Em còn tưởng là anh, lo lắng không yên. Thật là tai bay họa gió. Đúng ra là mình không nên ở đây mới phải. Mình phải đi trước khi anh Tân về. Anh lại nài nỉ thì mình không đi được nữa. Có vậy á thì họ mới sống hạnh phúc được. Vợ, cho anh xin lỗi mà, anh đi về mệt quá nên. Em nghĩ trong đầu anh á, đã có ý ghen á thì mới như vậy. Nếu vậy anh phải để Lan ra riêng từ lúc mình mới cưới chứ. Anh, chú ấy là người thân duy nhất còn lại của anh. Anh không thể để chú ấy sống một mình bên ngoài. Em nhớ cha em cũng có nói về sức mạnh song sinh không? Anh không thể chỉ vì vậy mà không thể ở khác nhà với chú ấy. Anh đã biết lỗi rồi. Khuya rồi, mình về nhà được chưa em? Có chuyện xảy ra rồi. Tụi mình ở ngoài thế này nguy hiểm lắm. Lan lại đang ở nhà một mình. Vậy là vợ tha lỗi cho anh rồi đó nha. Lần sau anh hứa sẽ không như vậy nữa.
Ủa, chú Lan đi đâu mất rồi? Không thấy chú ấy đâu cả. Người chưa khỏe hẳn mà đi đâu được chứ? Có khi chú ấy giận nên qua nhà hàng xóm rồi. Hay anh qua đón Lan về? Có khi chú ấy đang giận anh. Thôi, cứ để chú ấy nguôi nguôi rồi mai anh sẽ năn nỉ. Đúng ra mình phải nhất quyết ra riêng từ khi anh Tân cưới mới phải. Có mùi ám khí. Nguy rồi, anh đã hỏi khắp nơi, mọi người không ai nhìn thấy Lan từ hôm qua tới giờ. Trời, vậy mình biết làm sao hả anh? Nguy rồi, tên quái vật cánh dơi đã thoát ra. Không biết giờ sức mạnh của hắn thế nào. Anh sợ nó sẽ đến gặp chúng ta trả thù. Vậy Lan, Lan sẽ ra sao hả anh? Mình phải đi tìm Lan về. Anh phải đi tìm Lan. Ngươi mau hiện hình đi. Ngươi. Đúng vậy. Còn nhớ ta không? Làm sao ngươi thoát được? Ngươi bị phong ấn rồi kia mà. Trình độ phong ấn của các ngươi còn non kém chứ sao? Nhờ đó mà ta mau chóng thoát ra. Cũng mất một thời gian để lấy lại công lực và bọc cánh. Anh đã yểm bùa và rắc vôi quanh nhà. Tạm thời em sẽ được an toàn nếu ở yên trong nhà đừng đi đâu. Hay là anh cho em theo với? Không được. Nếu vậy anh sẽ không thể nào bảo vệ em và Lan cùng lúc. Anh sẽ tìm Lan về ngay thôi. Anh và Lan nhất định phải trở về đó. Anh hứa, nhất định chúng ta sẽ đoàn tụ, cùng sống vui vẻ như trước kia. Ta đã biết về sức mạnh song sinh của anh em ngươi. Nay ngươi chỉ có một mình mà còn bị thương, ta sẽ dễ dàng thắng ngươi thôi. Ta dù có phải chết cũng sẽ không để ngươi thoát đâu. Có chuyện gì thế này? Tiếng nhạc gì mà ma quái kỳ lạ quá? Mọi người trong làng như phát điên ngã rồi. Ta phải lên núi xem có thể ngưng tiếng nhạc giúp họ không. Có mùi ám khí. Không lẽ là tên quái vật cánh dơi? Nguy rồi, yêu thuật dày đặc quá. Nguy rồi, có lẽ là phải sử dụng đòn hy sinh thôi. Khi các con dùng máu của mình hòa vào phép thuật của đối thủ thì sẽ biến phép của họ thành của mình. Một chiều tựa như gậy ông đập lưng ông vậy. Vậy sao mình không sử dụng thường xuyên hả thầy? Vì ngoài máu thì cần rất nhiều công lực và ý chí để vận công trả đòn đối thủ. Nếu kiệt sức con sẽ chết và hóa thành cây cỏ. Nhưng thầy vẫn sống kia mà. Nhưng ta đánh đổi bằng tuổi thọ của chính mình. Dù sao thì để đánh đuổi cái xấu cũng là một cái giá xứng đáng, phải không? Dạ. Chúng con sẵn lòng hy sinh. Ta sẵn sàng hy sinh để tiêu diệt ngươi mãi mãi. Tôi là công chúa các loài chim muông, bị tên yêu quái cánh dơi bắt nhốt cùng nhiều loài chim khác ở đây. Xin đa tạ chàng đã cứu chúng tôi. Xin đa tạ ân nhân. Khoan đã, xin cho tôi hỏi,
Tên yêu quái ấy nhốt các bạn ở đây làm gì? Hắn có ở gần đây không? Không. Thưa ân nhân, hắn dùng phép nhốt chúng tôi trong lòng ma thuật, buộc chúng tôi phải hót không ngừng, qua đó rút cạn sự sống, niềm vui và hy vọng của con người rồi truyền đến cho hắn. Thật là kinh khủng. Nhưng hắn sẽ nhận năng lượng đó như thế nào? Đây là mạng lưới dẫn truyền năng lượng của tên quái vật. Ta phải cắt đứt nó, sẽ làm tiêu hao khá nhiều sức lực của tên quái vật. Sinh như sư phụ của ngươi sao? Chẳng ít gì đâu. Để xem. Sao hả? Sức mạnh vô biên mới mẻ của ta đó. Sao ngươi không tiết kiệm sức để đầu hàng như vậy? Cái gì? Anh Tư, hàng cấp năng lượng cho ngươi đã bị ta phá hủy rồi. Mau giơ tay chịu quy phục đi. Sao có thể như vậy được? Lan, em có sao không? Anh đi tìm em hả? Anh phải đi tìm em. Chúng ta là anh em một nhà kia mà. Không gì có thể chia cắt anh em ta được. Chúng ta hãy cùng nhau kết liễu tên quái vật này đi. Không thể được. Em đã dùng đòn hy sinh rồi. Em không thể đánh tiếp được nữa. Để anh. Chà, quái kia, bao đầu hai con. Anh em mi tưởng có thể dễ dàng đánh bại ta như trước ư? Anh Tư, anh có sao không? Nhờ chăm con trâu lần trước, ta đã có sức khỏe vô địch. Cho dù các ngươi có cắt hết nguồn pháp thuật của ta, thì cũng chẳng hề hấn gì. Lần này tiêu diệt được hai người rồi, ta sẽ chẳng còn ai cản đường ta nữa. Sớm thôi, ta sẽ là bá chủ của thiên hạ. Anh Tân, chúng ta phải làm cùng nhau. Chỉ có sức mạnh song sinh của chúng ta mới có thể đánh bại được hắn ta thôi. Không biết Tân và Lan có chuyện gì không nữa. Cha ơi, cha có linh thiêng, xin cho con biết tình hình của anh em Tân và Lan. Vậy là anh Tân và Lan đang gặp chuyện. Cha ơi, con phải làm gì bây giờ? Thôi được, chúng ta cùng làm. Đây, lại đây. Em còn cố gắng được không? Em sẽ chiến đấu đến cùng. Ta có chết cũng phải đưa các ngươi theo cùng. Sức mạnh song sinh. 2 và 1, công lực chiến đuôi. Yeah.
hy sinh, ta sẽ truyền sức mạnh của ngươi cho em trai ta. Mình thắng rồi. Mình thắng rồi. Lan ơi, em ơi, Lan. Em kiệt sức rồi, chắc không thể qua khỏi đâu. Em không được nói nữa, chúng ta về làng bây giờ, em sẽ khỏe lại. Không kịp nữa đâu. Em muốn nói với anh là em và nương không có chuyện gì hết, chỉ là nhầm lẫn thôi. Anh xin lỗi em, lỗi tại anh hồ đồ không suy xét kỹ. Lan ơi, anh xin lỗi. Vậy là hai anh em mình quê. Không, không. Lan ơi, anh xin lỗi. Lan ơi. Mình sẽ mang theo túi cát phép thuật này để tìm ra dấu chân của anh Tân. Dấu chân của anh Tân. Anh xin lỗi em, Lan. Lỗi tại anh mà em phải chết. Sao thế này? Lan ơi, không, không. Khi con dùng chính máu của mình để phản đòn đối thủ, nếu như con kiệt sức mà chết, thì xác sẽ quá thành vật vô tri. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, Lan ơi. Vậy là anh Tân đã vào làng. Anh ơi, cho tôi hỏi một chút. Ủa kìa chị, có phải chị là vợ anh Tân chuyên trừ yêu quái không? Dạ, đúng là tôi. Xin hỏi anh có thấy anh Tân qua làng này không? Dạ, hôm trước anh Tân đã tới làng chúng tôi diệt trừ hang yêu quái trên núi kia, cứu cả làng khỏi tiếng nhạc thôi miên đó. Vậy anh Tân đâu? Cả anh Lan nữa. Xin cho tôi biết họ đã ra sao rồi. Tôi cũng không rõ, vì sau đó núi đổ sụp, còn anh Tân thì không thấy đâu, không thấy cả anh Lan nữa. Nếu anh Tân với anh Lan về, xin chị hãy báo chúng tôi biết, để làng chúng tôi tới nhà hậu tạ nha. Ơn của gia đình chị chúng tôi sẽ không quên. Dạ, dạ. Dấu chân của anh Tân đâu mất rồi? Không thể như vậy được. Anh Tân ơi, anh Tân ơi, anh ở đâu? Lan ơi, anh Tân ơi, anh Tân ơi, anh ở đâu? Sao anh nỡ bỏ em? Chị ơi, chị ơi, chị, chị có phải là vợ anh Tân không? Ai vậy? Tôi là vợ anh Tân đây. Ai biết anh ấy ở đâu, xin chị giúp tôi. Tôi là công chúa chim. Tôi và thần dân của tôi được anh Tân cứu khỏi hang núi này. Vậy là anh Tân còn sống. Xin cô hãy cho biết chỗ để tôi tìm anh ấy. Anh ấy đã phá hủy nơi dự trữ năng lượng của tên quái vật cánh dơi và nhờ tôi đưa đến chỗ em trai anh ấy đang đánh nhau với quái vật. Xin cô hãy đưa tôi tới đó. Chị hãy nắm vào chân tôi nè. Anh sẽ đến suối vàng tạ lỗi cùng em và cha. Chờ anh. Nương, vợ của anh, anh xin lỗi. Nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ đền bù cho em. Tôi chỉ là một con chim không thể giúp gì trong cuộc chiến của ân nhân và tên quái vật.
Tôi hiểu chim ơi. Cảm ơn đã giúp tôi đến đây. Tôi sẽ tự mình đi tìm hai anh ấy. Chị ơi, tỉnh lại đi. Hãy tỉnh lại đi, chị ơi. May quá, cháu đã tỉnh lại rồi. Cháu đang ở đâu? Cháu phải đi tìm chồng và em chồng của cháu. Ok, khoan đã. Cháu bị kiệt sức, cơ thể suy nhược, chưa đi lại được đâu. Nhưng giờ trời tối rồi, cháu hãy nghỉ ở nhà ta một đêm rồi mai đi tiếp, có được không? Vậy cháu xin làm phiền bà một đêm. Chuyện của cháu thật quá đau buồn. Ta định để cháu ở đây nghỉ ngơi, không ngờ cháu lại giúp ta làm việc. Không sao đâu bà, cháu thấy mình cũng khỏe rồi. Cháu giúp một chút để cảm ơn bà đã cho cháu ở nhờ qua đêm. Không biết bà có thấy con chim bay cùng cháu đến đây không? Đó là công chúa chim. Ta đã hứa sẽ chăm sóc cháu nên nó trở vào rừng rồi. Lần trước toàn thể chim muôn bị yêu quái bắt, khiến công chúa chim bị suy yếu rất nhiều. Ta rất tiếc nhắc lại chuyện buồn của cháu. Hai anh em Tân và Lan đã quả cảm hy sinh để tiêu diệt tên yêu quái cánh dơi độc ác. Dạ, cháu không sao đâu bà. Lúc ở nhà cháu đã có dự cảm xấu. Cô nương nè, ta có một đứa con trai rất hiếu thảo lại khỏe mạnh, một mình lo đồng án nuôi bà già này. Con trai ta chưa vợ, mà cháu giờ thì cũng không còn ai thân thích. Chi bằng hãy ở lại đây lấy con trai ta, chúng ta cùng yêu thương chăm sóc nhau hết quãng đời còn lại. Thưa bà, ơn bà cứu cháu, cháu xin kiếm sao đền đáp. Nhưng cháu đời này chỉ yêu một mình anh Tân mà thôi, cháu không thể lấy con bà được. Được lắm, ta sẽ cho cháu toại nguyện. Bà là ai? Sao chúng ta lại ở đây? Ta là tiên trong rừng, trước đây từng cùng đạo sĩ Lưu, cha của cháu, diệt trừ yêu quái, nên đối với cháu ta coi như con vậy. Bà là tiên, vậy chuyện lúc nãy... Thực ra ta đã đến để giúp hai anh em Tân và Lan, nhưng không kịp. Xin bà, cháu xin bà, hãy chỉ xác anh em Tân và Lan cho cháu đi mà. Đó, họ đã từng dùng máu để phản đòn tên quái vật, nên khi chết, Lan đã hóa thành đá, còn Tân hóa thành cây kia. Anh Tân ơi, sao anh và Lan lại bỏ em bơ vơ một mình? Anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời kia mà. Thưa bà, xin bà hãy hóa phép cho cháu được ở bên anh Tân mãi mãi. Nhưng như vậy thì cháu sẽ chết mất. Cháu chấp nhận hết, xin bà cho cháu được làm cây lá gì cũng được, ở bên anh Tân cho vẹn nghĩa vợ chồng. Cha cháu từng nói, cháu là một cô gái rất mạnh mẽ, không gì lay chuyển được. Thấy cháu có tình có nghĩa với anh em nhà họ Cao như vậy, ta sẽ toại nguyện cho cháu. Đang mùa hạn hán mà họ định làm gì vậy? Nè anh kia, cho tao hỏi, các người đang làm gì vậy? Chúng tôi đang dựng miếu thờ. Hả? Thờ ai? Giữa mùa khô hạn mà cây này và dây này vẫn xanh tốt, thật là chuyện lạ. Đúng vậy, đây là cả một câu chuyện ly kỳ đó thưa ngài. Không được phạm thượng, đây là đức vua chí tôn đó. Bệ hạ vạn tuế. Miễn lễ, giờ các ngươi hãy kể ta nghe câu chuyện về cây này xem.
Dạ xin mời bệ hạ dùng thử. Đây là cái gì? Dạ tâu bệ hạ, chúng thần chưa biết đặt cái này là cái gì, nhưng khi ăn quả cây này với lá dây kia, quở thêm một ít bột từ tảng đá này vào thì vị thơm ngon ngọt lắm. Thưa bệ hạ, để thần thử trước. Vị ngon ngọt, thơm cay, càng nhai lại càng thú vị, có mùi nồng như hơi men. Ồ, màu sắc thật đẹp, ăn vào lại đỏ môi hồng da, thật là kỳ diệu. Đúng là vợ chồng Tân và chàng Lan rồi. Tình nghĩa của họ thật là nồng nàn thắm đỏ, không thể ngờ được. Chưa qua 5 năm mà anh em nhà họ Cao đã trải qua không ít chuyện. Vậy là Cao Lan đã quá đá, Cao Tân thì thành cây cao, và vợ anh ta thì thành dây trồng. Thật là cảm động. Từ đó nhà vua cho gọi cây ấy là cao, dây quấn quanh gọi là trầu, còn tảng đá là dôi. Vua Hùng còn ra lệnh cho mọi người phải trồng hai loại cây ấy ở nhiều nơi, bắt buộc trai gái khi kết hôn thế nào cũng phải có ba món: trầu, cao và dôi, để ghi nhớ tình yêu thương của gia đình không bao giờ phai nhạt. Cho đến nay, trầu cao và dôi vẫn là phong tục không thể thiếu trong việc cưới hỏi của người Việt. Xưa kia, sau thời các vua Hùng là thời của Thục Phán, đặc hiệu là An Dương Dương, lập ra nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa. Hỡi các tướng lĩnh của ta, qua bao nhiêu trận đánh và máu xương của những anh hùng đã ngã xuống, chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng, giành được đất này khỏi tay kẻ địch. Ta Thục Phán từ nay xưng hiệu là An Dương Dương, nước ta sẽ mang tên là Âu Lạc. Coi khắp đất này, có nơi đây mang hình đầu rồng, hẳn là vốn khởi phát trường cửu của triều đình ta muôn đời. Vậy kinh đô sẽ được xây cất tại đây. An Dương Dương vạn phơi, Âu Lạc vạn phơi. Mỹ Châu con gái cưng của ta, bái kiến phụ dương. Từ nay con sẽ là công chúa Mỹ Châu của đất Âu Lạc. Tạ ơn phụ dương. An Dương Dương vạn phơi, Âu Lạc vạn phơi. Tình hình chưa đủ rối ren hay sao? Một tên Thục Phán tự xưng dương ở phía nam, binh lính hùng mạnh, chẳng phải là cản đường xưng bá của ta hay sao? Thưa Triệu Dương, vùng phía nam thường có nhiều nhóm tàn binh nổi lên, có khi không đáng ngại như ngài nghĩ đâu ạ. Hắn đã xưng dương rồi kia kìa, lại còn chuẩn bị xây thành đắp lũy dựng đô nữa. Ý đồ bá chủ của An Dương Dương hẳn là không còn xa nữa rồi. Bao Tâu Triệu Dương, Thế tử Trọng Thủy đã chinh phạt phương đông trở về. Hay lắm, đưa con trai ta vào đây. Thế tử Trọng Thủy đã về? Thế tử là người văn võ song toàn, chắc chắn sẽ giải quyết nỗi u sầu của Triệu Dương. Thưa phụ dương, con đã về. Trọng Thủy, con mau đứng lên đi. Ta thấy cũng ổn đấy. Đồi này tuy cao, nhưng ta muốn đắp cao hơn một chút nữa. Phần móng thế nào rồi? Thưa An Dương Dương, đất ở đây khó đào, khá khô và sỏi đá nhiều. Hơn nữa... Thế nào? Tâu bệ hạ, từ sáng tới giờ cứ xây tới đâu lại đổ tới đó. Chúng thần đã thử mọi cách, các thợ xây đã bắt đầu nản chí, và họ là những người thợ hàng đầu đó ạ. Như vậy nghĩa là sao? Bệ hạ, những người thợ cho rằng ở đây có yêu quái, vì trước đây từng là chiến trường của ta và quân Triệu Đà. Vậy thì không ổn, không thể để cho lòng dân lung lay. Ngươi hãy đi báo với mọi người, lập đàn tế bái trời đất.
đồng thời bí mật cho người đi tìm xem ai có thể giúp chúng ta xây thành này. Tuân lệnh. Công chúa đâu rồi? Ngươi làm gì ở đây? Công chúa, thần mới phải hỏi người câu đó đó. Sao người lại trốn đi vào rừng lúc đêm khuya như thế này? Người có chuyện gì thì thần biết làm sao đây? Người lo lắng cái gì? Ta vào rừng hái cây thuốc để làm trà an thần cho cha ta uống, sẽ về ngay thôi. Nhưng sao người không đợi đến sáng mai kêu vài tên đến đi cùng? Bọn họ chỉ làm vướng chân ta. Giờ thì ngươi im lặng để ta hái cho xong rồi trở về nhà trước khi cha ta phát hiện. Công chúa ơi, thật sợ quá à. Mấy người là ai? Mấy người muốn gì? Ta nói cho biết đây là... Là ai? Nói ta nghe xem. Thì là con gái nhà lành. Mấy người đừng có làm càn, chúng ta la lên đó. Con nhà lành mà lại đêm hôm vào rừng thế này sao? Bọn ta đang săn bắn ở đây, lỡ bắn trúng các người thì sao đây? Quanh đây là rừng của nhà vua, ai cho các người săn bắn? Nếu vậy cô cũng đâu được vào đây. Giờ ta bắt các cô ra cho nhà vua xem ai sẽ bị phạt. Thế tử. Chúng tôi ở đây, cứ chúng tôi rồi. Xin chư vị thần linh, tổ tiên Long Quân chứng giám, nước Âu Lạc trải qua bao thăng trầm mới có hòa bình như ngày nay. Xét thấy địa thế Đông Đô không nơi đâu bằng đất này. Vậy nếu ý trời thuận theo thì xin giúp chúng tôi xây được thành lũy chắc chắn, chống quân xâm lược, giữ yên bờ cõi. Ta là Long Quân, thấy các ngươi thành tâm, mai ta sẽ cho sứ Thanh Giang đến giúp xây thành. Nhà vua hãy ra bờ biển đón về. Ngày mai bên bờ biển đón sứ Thanh Giang. Hay lắm, vậy là Long Quân đã giúp ta. Người đâu, mau chuẩn bị lên đường ra bờ biển phía đông đón sứ Thanh Giang. Dạ. Bẩm công chúa, đây là cỏ hôm trước mình hái trong rừng ạ. Người thấy không, cỏ này phải hái lúc sương xuống, sau khi phơi giả nhuyễn sẽ cho mùi thơm, pha trà giúp ổn định tâm trí. Công chúa, người thật là hiếu thảo. Nếu bệ hạ mà biết người có cỏ này từ đâu thì... Em không được nói cho cha ta biết, nghe chưa? Em không dám đâu. Thực tình nghĩ lại, đêm hôm đó gặp đám thợ săn em còn rùng mình nè. Theo ta thấy, bọn họ không giống thợ săn, mà cũng không giống người Âu Lạc ta. Ai không giống người Âu Lạc nào? Phụ vương Vạn Tuế. Miễn lễ. Con gái ta vẫn chưa ngủ mà còn bàn luận chuyện gì vậy? Cha, con đang làm trà ăn thần để cha ngủ ngon, ngày mai còn đi đón sứ. Đúng là không ai chu đáo bằng con gái ta. Nghe mùi thơm của trà thôi đã thấy sảng khoái rồi. Để con pha trà ngay cho cha uống. Con gái ta này đã khôn lớn rồi, phải gả chồng thôi. Cha này. Thưa bệ hạ, người có mệt không? Người đã đứng chờ từ canh ba tới giờ. Đã sắp đến chính ngọ mà chưa thấy sứ Thanh Giang đâu cả. Lẽ nào ta đã đón lầm chỗ? Hay bệ hạ về nghỉ để chúng thần
Sứ Thanh Giang ở đâu? Xin ngài hãy đến giúp con dân Âu Lạc. Ta là sứ Thanh Giang đến giúp nhà vua đây. Sở dĩ không xây được thành vì đất này đang bị yêu quái trấn giữ. Bây giờ phải trừ yêu quái đi thì long mạch mới hiện ra trở lại. Thưa ngài, xin ngài hãy chỉ cho chúng tôi cách diệt trừ yêu quái. Việc này ta phải ra tay mới được. Xin ngài hãy cho tôi theo ngài để phò trợ giúp ngài. Bẩm bệ hạ, người là thân thể quý giá, nếu lỡ người có bệnh hệ gì. Các người khéo lo, ta đi với sứ Thanh Giang nên không có việc gì nguy hại được. Ngược lại, khi không có ta ở đây thì còn cần các người giữ thành, bảo vệ Âu Lạc. Kẻo bọn Triệu Đà nhân cơ hội này mà tấn công bất ngờ. Hãy nghe lời ta. Bái kiến phụ vương. Được tin của con ta không ngủ được. Thế nào rồi? Dạ thưa cha, An Dương Dương đã thỉnh được thần linh về để xây kinh thành rồi. Thế nào, có thám thính được sơ đồ của kinh thành không? Xin cha thứ lỗi. Con... Thưa Triệu Dương, xung quanh nơi đó canh gác rất chặt chẽ, bao gồm cả vùng rừng núi, nên thái tử và chúng thần chưa có cơ hội vượt qua được. Thật không may. Nhưng ta không trách con. Có lẽ chúng ta sẽ chiêu tập binh mã, chuẩn bị khởi binh trước khi bọn chúng kịp xây xong thành. Đây chính là nơi con gà trống trắng thành tinh đang trú ẩn. Ngài định thế nào? Tôi sẽ yểm trợ ngài hết mình. Con gà này có đến ba mạng và biến hóa khôn lường. Từ giờ phải cẩn thận với mọi thứ ta gặp. Có ta đi cùng sẽ bất tiện và dễ bị phát hiện. Bây giờ ngài hãy giấu ta đi và đi về hướng ngọn núi, xem điều gì chờ chúng ta. Này cô gái, cô làm sao thế? Xin ngài cứu tôi. Con gà trống tinh nó bắt tôi vào đây. Nhưng lúc nó ngủ say, tôi bỏ trốn ra đây thì té bị thương. Ta sẽ đưa cô đến bìa rừng ngồi nghỉ, chờ tới việc con gà trống tinh đó, rồi sẽ quay lại cứu cô. Việc yêu quái sao? Nó có rất nhiều tài phép. Xin ngài đừng có mạo hiểm. Ta sẽ có cách thôi. Không thể để nó hoành hành quấy nhiễu dân làng được. Là thật, lúc nãy trong bề rừng đâu có xa như vậy. Đây đúng là hang yêu tinh rồi. Chính nó vừa biến hóa để lôi già vua vào hang đó. Một kẻ phàm nhân và một con rùa già mà đòi đến tiêu diệt ta sao? Người có giỏi thì mau ra đây. Mau nằm xuống. Kẻ vua mau lên, con gà đã bước ra kìa. Chỉ lên đường con. Thế tử, người đang lo nghĩ chuyện gì? Dù ta phục vụ cho binh nghiệp của cha ta, nhưng chiến tranh là điều ta không muốn. Thế tử lo chúng ta không đủ sức đánh Âu Lạc sao? Về binh lực, chúng ta ngang sức với Âu Lạc. Nhưng nay họ có thần nhân giúp đỡ. Vả lại dân chúng mới qua cuộc chiến này đã tiếp tục cuộc chiến khác. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài chiến tranh hay sao? Cô gái đó là một người mạnh mẽ mà ta chưa từng thấy. Nếu hai nước hòa hiếu,
Phải chăng ta có thể... Công chúa, sao người lại thở dài? Ta lo cho cha, tuy là có đồ thần đi cùng, nhưng... Sao bệ hạ không tuyển vài thời sang đi cùng ạ? Như mấy người hôm nọ trong rừng đó công chúa. Ta không biết, nhưng tốt nhất là em không nên nhắc nhớ gì về đám người trong rừng đó nữa. Ngài không sao chứ? Không sao. Yêu tinh ở đâu rồi? Nó đã bị tảng đá kia đè lên rồi. Chúng ta đã tiêu diệt được nó rồi sao? Chưa đâu. Nó làm vậy để thoát khỏi chúng ta. Hẳn nó đã biến nhỏ lại và lẫm đi đâu đó rồi. Hả? Con gà đang còn mặt trời đó. Nó muốn dựa vào ánh sáng để lóa mắt chúng ta và chạy trốn. Bệ hạ, hãy mau dùng cung bắn ta về phía con cú kia. Chúng ta đã chiến thắng yêu tinh. Đó chỉ là phần khởi đầu. Giờ quân của Triệu Dương ở phương Bắc sắp đánh đến đây. Ta sẽ chỉ cho các ngươi cách xây thành thật nhanh. Các ngươi cứ theo dấu chân ta mà xây sẽ được. Xin đa tạ sứ Thanh Giang đã giúp Âu Lạc chúng tôi. Mời ngài ở lại đây vài ngày để chúng tôi được hậu đãi ngài. Ta xin báo cho bệ hạ biết rằng Triệu Dương sắp sửa đánh đến đây rồi. Chúng tôi lại đang xây thành, xin ngài chỉ cách chống đỡ. Cảm phục bệ hạ, ta xin biếu vuốt này làm nảy nọ, nhằm quân giặc mà bắn thì không lo gì nữa. Thần xin chế tác lẫy nỏ ngay ạ. Lần này ta sẽ dẹp sạch Âu Lạc. Các ngài đã làm rất tốt. Nhờ ơn của ngài mà chúng tôi xây chưa đến nửa tháng đã xong cổ Loa Thành. Xin bệ hạ và sứ Thanh Giang hãy xem nỏ thần. Tâu bệ hạ, thần đã lấy móng rùa làm lẫy nỏ, có thể bắn tên liên hoàn. Đồng thời, đế của nỏ thần có thể xoay bốn hướng. Thưa bệ hạ và sứ Thanh Giang, đây là mũi tên ba ngạnh với sức sát thương cao và bắn được xa hơn. Bẩm bệ hạ, quân Triệu Đà đã áp sát biên giới. Bẩm bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Được lắm, bảo mọi người mau vào vị trí chiến đấu. Chúng ta sẽ đón chúng tại thành cổ Loa này. Bọn Âu Lạc này chống trả yếu ớt như vậy, chưa gì mà chúng ta đã đánh thẳng vào kinh đô của chúng rồi. Có khi nào là chúng bẫy ta không Phụ Dương? Bẫy cái gì chứ? Đánh vào kinh đô có khác nào là mất nước đến nơi. Rõ ràng cho thấy những chiến thắng trước đây của bọn chúng chỉ là ăn mai mà thôi. Hả?
Tiếng khủng khiếp đó là sấm chớp hay là động đất mà như từ dưới đất dội lên vậy? Như vậy là sao? Mau quay lại chiến trường cho ta. Triệu Đà, mau rút binh đi. Cẩn thận! Cha! Người đâu? Triệu Dương chúng ta rồi! Mau rút binh! Ngừng bắn! Chúng ta đã thắng trận! Ngài không thể ở lại với chúng tôi ít lâu nữa sao? Không thể! Nhiệm vụ của ta đã xong! Phải trở về phục mệnh Long Quân! Nhờ ơn ngài, nay thành đã xây được, Nỏ Thần cũng đã đuổi được bọn xâm lăng, chúng tôi biết lấy gì đền đáp? Dân nước thịnh suy, xã tắc an nguy đều do mệnh trời. Vua có thể tu thân tích đức, kéo dài thời đựng, ấy cũng không uổng công ta vậy. Đến giờ ta phải đi rồi, sau này nếu hữu sự, hãy đến đây gọi ta. Thưa ngài, phụ dương của tôi thế nào rồi? Bẩm thưa thế tử, tình hình của Triệu Dương rất trầm trọng, xin ngài hãy mau gặp Triệu Dương đi. Phụ dương, nhi thần bất hiếu để cho phụ dương phải trọng thương. Con trai hiếu thảo của ta, đừng tự trách mình nữa. Bọn Âu Lạc được thần nhân giúp đỡ, cho nên chúng ta mới bại trận. Phụ dương, người phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ khỏe lại. Con nguyện làm bất cứ điều gì để giải mối âu lo cho người. Có thật là con sẽ làm bất cứ điều gì cho cha không? Dạ, nhất định rồi thưa phụ dương. Vậy con hãy kết hôn với công chúa Âu Lạc. Tâu bệ hạ, đây chắc chắn là kế sách của Triệu Dương. Tâu bệ hạ, lâu nay hai nước chiến tranh liên miên, có được cơ hội hòa bình này, chúng ta nên nắm giữ. Ngài không nghĩ bọn chúng đang tìm cách xâm nhập vào thành Cổ Loa của chúng ta để lấy cắp Nỏ Thần hay bí mật quân sự hay sao? Triệu Dương cho con trai hắn đến đây cầu thân, cùng lắm là vài ngày. Chẳng lẽ hắn có thể ra vào ăn cắp bí mật quốc gia như chốn không người sao? Vậy còn công chúa Mỹ Châu, công chúa lại phải đi làm con tin nơi xứ người hay sao chứ? Đúng rồi, thư cầu thân của Triệu Đà cũng làm ta rất phân vân. Nhưng thế tử của hắn đang trên đường đến đây rồi. Các ngươi hãy ra lệnh cho dân chúng tổ chức lễ hội 3 ngày 3 đêm để chào mừng và cho hắn thấy sức mạnh của nước ta. Còn việc cưới hỏi thì để hắn diện kiến xem thành ý thế nào. Bãi triều. Bệ hạ anh minh, bệ hạ vạn ơi. Công chúa ơi, người đi đi lại lại, lo lắng việc gì vậy? Ta đã nghe về việc cầu thân của Triệu Dương, em nghĩ sao ta lại không lo? Người là công chúa, lấy hoàng tử là đúng rồi, người lo việc gì? Vì nhiệm vụ quốc gia mà ta phải lấy giặc sao? Không, ta không thể. Bệ hạ gia long, chúng ta phải đi khỏi đây, đừng để cha ta bắt gặp. Công chúa, chúng ta đi đâu? Con gái à, Mỹ Châu, con lại đi đâu rồi? Hội làng vui quá công chúa ơi. Ta đã nói em gọi ta là tiểu thư mà. Quên mất. Tiểu thư có sao không? Nè, mấy người đi đứng kiểu gì vậy? Các cô đi không nhìn đường còn nói ai nữa. Tiểu thư ơi, em mệt quá, mình về nhà đi. Trời cũng sắp tối rồi, hay là hai người để bọn ta đưa về? Không phiền các vị, nhà tôi ở xa lắm,
chắc tôi sẽ vào quán trọ trong làng nghỉ đêm nay. Hey, nhưng mình đâu có nhiều tiền đâu. Em đã mua đồ ăn hết rồi. Em... Các cô có tiệm cũng không có chỗ nào cho trọ đâu. Ngày mai là lễ hội lớn chào đón thế tử của Triệu Dương đến đây, nên không có nơi nào trong thành còn chỗ cả. Ngươi chỉ bịa chuyện, ta không có tin đâu. Không tin thì cứ việc đi hỏi. Bọn ta vừa thuê phòng cuối cùng trong thành, bọn họ đã nói như thế đó. À, hay là các cô thi hát đi. Hả? Thi hát nhận phòng trọ miễn phí. Người hát hay nhất sẽ được thưởng một đêm trọ đầy đủ tiện nghi tại quán trọ nổi tiếng nhất thành Cổ Loa. Mình ghi danh thôi, mau đi tiểu thư. Thế tử, người sang đây để đính ước với công chúa Âu Lạc, làm thế này không hay đâu. Người ta đang cần giúp đỡ mà, với lại thêm bạn bớt thù thì có làm sao đâu. Thế tử đang không vui à? Người cũng nghe cha ta nói rồi đó, chúng ta sang Âu Lạc cầu thân, đồng thời nghe ngóng bí mật quân sự của họ. Thế tử lo lắng điều gì sao? Cha ta vừa là Dương, vừa là thầy, vừa là cha. Về hiếu đạo, về tình nghĩa hay về trách nhiệm quân thần, ta đều muốn làm đẹp lòng ông ấy, dù có phải hy sinh thân mình làm con tin nơi đất khách. Nhưng hai nước can qua binh lửa đã nhiều năm, ta không muốn khắc sâu hận thù hơn nữa. Ngôi làng bên dòng suối Ma, nơi tôi lớn lên, có đồng cỏ xanh và bầy trẻ chơi đùa, có cánh đồng đầy nắng. Đất mẹ ấp ủ bao tình thương. Làm sao có thể rời xa. Dạ cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn. Đây là người thắng cuộc sẽ ở trọ miễn phí phòng thượng hạng của chúng tôi hôm nay. Sao? Còn muốn trừng trị bọn này nữa hay không? Tôi xin đầu hàng. Tại sao các ngươi là thế này hả? Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Quân ta đã bị thua tan tác. Cái gì? Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà có thể thua một con cóc bé xíu kia ư? Không thể nào tin được. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết vì một mục đích chính đáng. Không có gì có thể thắng được chúng tôi. Con cóc kia, ngươi hãy nói đi. Ngươi đến đây làm loạn thiên đình với mục đích gì hả? Tôi đến đây là để kiện ngài. Kiện ta chuyện gì hả? Đã 3 năm rồi, vì sao dưới trần gian lại không có một giọt mưa nào? Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát, ngài có biết không? Sao lại có chuyện này? Long Dương, Long Dương đâu hả? Sao 3 năm nay ngươi không làm mưa? Bẩm Bạch Hoàng, thần ngủ quên mới có 3 ngày. 3 ngày trên trời bằng 3 năm dưới nhân gian, ngươi có biết không hả? Các người là thần tiên có nhiệm vụ chăm lo cho muôn loài, vậy mà lại lười biếng tham ăn tham ngủ để muôn loài phải chịu khổ, các người có biết tội hay không? Cốc nè, lúc nãy ngươi đã nói ngươi là cậu ông trời, xét thấy chúng ta cũng là bà con thân thích, chuyện lần này mong ngươi bỏ qua. Chỉ cần nhà trời mau chóng làm mưa để cứu giúp muôn loài, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Này Long Dương và Thiên Lôi, các ngươi đã biết tội của mình chưa? Chúng thần biết tội.
ta phạt các ngươi không được ăn uống trong 3 ngày và ngay lập tức làm mưa cứu sống muôn loài. Dạ, chúng thần xin tuân lệnh. Ta xử vậy, ngươi có hài lòng không? Muôn tâu Ngọc Hoàng, trần gian được một trận mưa cứu thoát thì còn gì bằng. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Nếu hạ giới mà lại bị hạn hán, anh em chúng tôi xin phép lại lên thiên đình nữa nhé. Thôi thôi thôi, cậu không cần phải bận lòng như vậy. Cậu và ta là chỗ thân thích, cậu không cần bày vẽ lên tận đây cho mệt. Khi nào nhân gian hạn hán, cậu cứ việc nghiến răng báo hiệu, ta nghe thấy lập tức làm mưa ngay. Được như vậy thì tôi xin tạ ơn Ngọc Hoàng. Thôi, chúng tôi xin phép ra về. Thấy Cốc Tía nói năng mạnh dạn, bạn bè Cốc lại có thể trị được cả thiên lôi, chó thần và gà thần. Ngọc Hoàng muốn yên chuyện nên nhận làm thân với Cốc. Và từ đó, thấy Cốc nghiến răng là trời lại làm mưa. Quang hô! Quang hô! Ơi, từ nay tôi có thể luyện tập đánh trống rồi. Ôi, cuối cùng thì bộ lông mượt mà của tôi đã trở lại rồi. Thiệt là tốt quá. Ta lại trở thành mỹ nữ xinh đẹp nhất khu rừng này. Thôi nhặt lên nào, chúng ta phải mua hạt ăn vật chiến thắng. Thành công là cơ hội của ông trời. Ai mà thành công là trời đánh cho. Ai mà thành công là trời đánh cho. La 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 la. Ngày xưa, một vương quốc trù phú ở châu Âu được cai trị bởi nhà vua và hoàng hậu anh minh. Hoàng hậu khó khăn lắm mới mang thai đứa con đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi. Tuy nhiên, từ ngày có thai, sức khỏe của hoàng hậu ngày càng suy yếu. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn rồi, nàng vào trong kẻo lạnh. Kìa, hoàng hậu, nàng không sao chứ, hoàng hậu. Bằng mọi giá, hãy cứu lấy hoàng hậu và con của ta. Thưa đức vua, xin ngài thứ tội cho thần nói thẳng, với tình trạng sức khỏe của hoàng hậu hiện tại, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Dù chỉ một tia hy vọng, ta cũng sẽ cứu lấy vợ con ta. Công tử William, hãy truyền lệnh, mau chóng đi tìm tất cả các thầy thuốc giỏi nhất trong vương quốc để chữa bệnh cho hoàng hậu. Tuân lệnh đức vua. Nàng và con nhất định sẽ bình an. Hoàng hậu của ta, nàng phải mạnh mẽ lên. Cuối cùng, ta cũng chờ được tới ngày này. Tối mai, sẽ có một ngôi sao màu nhiệm rơi xuống trái đất. Nghìn năm chỉ xảy ra đúng một lần này thôi. Ta không thể để vượt mất cơ hội này. Người có ý gì Ryder? Hãy đợi đó. Chỉ cần có được ngôi sao, chẳng bao lâu ta sẽ lấy lại được vẻ trẻ trung xinh đẹp như trước thôi. Tiếp tục đi tìm thầy thuốc khác cho ta. Thưa đức vua, đây là toàn bộ thầy thuốc giỏi nhất vương quốc mà thần đã tìm được. Chẳng lẽ không còn cách nào cứu nàng nữa sao? Ta phải làm sao đây? Thật ra vẫn còn một cách có thể cứu được hoàng hậu, nhưng thần cũng không chắc chắn. Hả? Cách gì? Ngươi nói mau. Dạ, đó là nhờ sự giúp đỡ của bà phù thủy Gother phía bên kia khu rừng. Thần nghe nói bà ta có rất nhiều phép thuật, biết đâu có thể cứu được hoàng hậu. Phù thủy Gother à? Phải, sao ta không nghĩ đến chứ? Nhưng thần được biết đường vào khu rừng bên kia đầy hiểm trở, cây cối rậm rạp u tối, dễ vào khó ra, xưa giờ chẳng ai dám đặt chân tới. Vì hoàng hậu, ta nhất định phải thử một phen. Nhưng Gother còn nổi tiếng là một phù thủy mưu mô độc ác, chắc chắn sẽ không chịu giúp người khác mà không hưởng lợi gì. Thưa đức vua.
đích thân ta sẽ đi đem lễ vật đến để thể hiện lòng thành, cầu xin bà ta giúp đỡ. Kìa đức vua, xin ngài hãy bình tĩnh suy xét, vì mọi trao đổi với phù thủy đều nguy hiểm cho chúng ta. Huống chi ngài là vua nắm giữ trong tay quyền lực và vận mệnh đất nước, lỡ như... Ý ta đã quyết, sáng sớm ngày mai hãy sai lính gác chở theo 3 xe giải dốc châu báu quý hiếm nhất để ta mang qua khu rừng. Nhưng vương quốc không thể thiếu ngài, thưa đức vua. Ta biết, ta cũng không thể thiếu hoàng hậu. Trong thời gian ta đi vắng, người hay thay ta chăm sóc thần dân ở vương quốc. Ta tin tưởng ở ngươi. Dạ, thần tuân lệnh. Sắp đến giờ rồi. Bắt lấy ngôi sao cho ta. Ai đưa, mau đuổi theo, nhất định sẽ bắt được ngôi sao. Thật là một lũ vô tích sự. Mau mau đến đây, hỡi các chiến binh bóng đêm của ta. Bà lờ, bà lờ. Đừng hòng bỏ trốn bảo bối của ta. Bảo bối của ta. Quang nào, giờ hãy giúp ta xinh đẹp và bất tử nào. Ánh sáng của ngôi sao vàng quá mạnh, ta phải làm sao đây? Ai được, ta không sao. Đừng làm hư bảo bối của ta nào. Quả cầu ma thuật, hãy cho ta biết làm cách nào để sử dụng quyền phép của ngôi sao vàng. Chỉ những ai có trái tim thuần khiết và nhân hậu mới có thể sử dụng được ngôi sao vàng nhiễm mộc. Ta đi đâu để tìm được người có trái tim thuần khiết mà nhân hậu đây? Khổ công lắm mới bắt được ngôi sao, mà giờ ta vẫn chưa thể xinh đẹp. Thật là tức quá đi mà. Kẻ nào dám? Wilder, người có tình ta vặt hết lông cho người khỏi bay luôn không? Chính mắt người thấy à? Mau dẫn ta tới đó. Mới đây trời còn lạnh gió, sao giờ lại nổi gió to như thế này? Dừng lại! Bảo vệ đức vua! Bảo vệ đức vua! Đây chắc chắn là kẻ thù của Gordon. Không được, tiếp tục như thế này thì ta và binh lính sẽ không thể chống đỡ. Các người thật to gan, dám vào tận rừng thẳm của ta. Hỡi phù thủy Gordon quyền năng, tôi là đức vua của vương quốc bên kia. Hôm nay có chuyện hệ trọng sang cầu kiến, mong được gặp mặt. Đức vua. Đúng vậy, ta còn mang theo nhiều xe giải dốc châu báu quý hiếm sang đây để thể hiện lòng thành, mong bà nhận cho. Các ngươi làm gì đó? Mau bỏ vũ khí xuống. Xin chào phù thủy Gorter đầy quyền năng. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng giấu gì bà, hoàng hậu vợ ta đang mang thai, nay sức khỏe suy kiệt, thầy thuốc trong vương quốc đã hết cách cứu chữa. Được biết bà biết nhiều phép thuật, nên ta mạo muội mang theo ít lễ vật sang đây, khẩn thiết mong bà hãy cứu vợ con ta. Nực cười, chỉ có ít vải vóc vàng bạc này mà muốn ta cứu vợ con ngươi à? Chỉ cần bà chịu ra tay cứu giúp, bà muốn gì ta cũng đồng ý. Người có chắc là sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của ta không? Đúng vậy. Được, vậy ta sẽ giúp người cứu hoàng hậu. Đổi lại, nếu đứa bé sinh ra có mái tóc màu vàng thì sẽ thuộc về ta. Người có đồng ý không? Hả? Bà muốn con của ta? Nhưng vì sao? Đó là việc của ta, người không cần biết.
ngươi chỉ cần trả lời rằng ngươi có đồng ý với điều kiện của ta không. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu. Bụng ta hoàng hậu sắp sinh rồi, người đâu, mau chuẩn bị nước nóng. Đức vua, đức vua đâu? Ta đau quá, ta muốn gặp người. Đức vua sẽ về rồi, hoàng hậu hãy cố gắng lên. Đức vua, mong ngài hãy mau chóng trở về, hoàng hậu sắp không đợi được nữa rồi. Xưa nay dòng tộc và thần dân vương quốc của ta chỉ có tóc màu nâu đen, chưa ai có tóc màu vàng. Chắc chắn con ta cũng như vậy, hẳn là ta không cần phải quá lo lắng. Có vẻ ngươi không muốn cứu vợ con ngươi, vậy thì hãy mau ra khỏi khu rừng trước khi ta đổi ý. Ta đồng ý với điều kiện của bà, mong bà hãy chỉ cách cứu vợ con ta. Được, trong chiếc túi này có chứa ngôi sao vàng màu nhiệm, chỉ cần thả ngôi sao vào phòng của hoàng hậu, tự khắc bệnh tình sẽ khỏi. Đa tạ phù thủy Gordon. Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta, hãy đứa bé sinh ra có mái tóc màu vàng thì sẽ thuộc về ta. Mau, mau trở về. Hôm nay là đầy tháng của Rapunzel, đức vua có muộn phiền gì sao? Không, ta chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để Rapunzel bé bỏng của ta có cuộc sống thật hạnh phúc. Nàng sửa soạn để chuẩn bị bắt đầu tiệc đầy tháng của Rapunzel nhé. Giờ lành sắp đến rồi. Này, việc ta giao người làm đến đâu rồi? Thưa đức vua, thần đã làm theo lời ngài dặn. Khắp các cửa thành và lối ra vào đều có binh lính canh gác. Thần cũng bố trí một đội quân tinh nhuệ âm thầm bảo vệ công chúa bất kể ngày đêm. Tốt lắm. Nhưng thưa đức vua, xưa giờ dân quốc ta đều yên ổn, sao ngài lại lo lắng nhiều đến vậy? Phải chăng lúc đến gặp phù thủy Gother ở khu rừng, ngài đã gặp trở ngại gì? Thực ra chuyện là như thế này. Điều ta thật sự không ngờ là Rapunzel, bé nhỏ của ta, đúng là có mái tóc vàng ống. Ta e sợ chẳng sớm thì muộn, bộ phù thủy Gother nhất định sẽ tìm đến đây để bắt lấy công chúa. Không được. Hả? Không ai được phép đem con ta đi đâu cả. Hoàng hậu đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ con gái của chúng ta. Xin đức vua và hoàng hậu yên tâm, thần sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ công chúa. Rapunzel, ngôi sao nhiệm màu của ta, đến lúc trở về bên ta rồi. Rider, ta mau đi thôi. Rider, đi dự tiệc thôi. Mừng đức vua và hoàng hậu, mừng đầy tháng công chúa Rapunzel. Chúc cho công chúa luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và gặp những điều tốt lành trong cuộc sống. Cảm ơn các khanh. Nào, hãy nâng ly chúc mừng nào. Đầy tháng của công chúa mà sao đức vua không mời ta? Gordon, bà tới đây có việc gì? Ta đến để xem công chúa có tóc màu gì. Bảo vệ hoàng hậu và công chúa. Là màu vàng đúng không? Đã đến lúc ngươi giữ đúng lời hứa, giao lại con gái ngươi cho ta rồi. Hỡi phù thủy Gordon, ta biết nhờ bà mà vợ con của ta được cứu sống. Nhưng đây là con gái duy nhất của ta, là công chúa của vương quốc này, không thể giao cho bà. Mong bà hãy chọn một báu vật khác thay thế. Còn nếu ta không đồng ý, ta quyết bảo vệ con gái của ta bằng mọi giá.
Người dám thất hứa. Được, ta sẽ cho người biết sự lợi hại của thế lực Hắc Ám. Bắt lấy đứa bé cho ta. Hậu viện hoàng hậu thì không vua. Mau cứu thêm cho ta. Với quyền trăng bóng đêm và các thế lực Hắc Ám, mau đến trợ giúp cho ta. Lính đông, mau bắn tên diệt trừ phù thủy Gorder. À, thì ra chúng đã có phòng bị. Ta đã quá khinh thường loài người rồi. Ta biết ở đây không phải là địa bàn của ta, không thể phát huy tối đa phép thuật phù thủy của mình, phải tìm cách khác thôi. Chúc mừng Đức Vua, nhờ ngài có dự liệu như thần mới có thể đánh đuổi được phù thủy Gother bảo vệ công chúa. Nhưng ta chỉ e mụ phù thủy Gother sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Mụ phù thủy Gother đã trúng một mũi tên, tạm thời chắc không dám làm gì đâu. Mong Đức Vua đừng quá lo lắng. Ừ, nhưng ta cũng không được chủ quan. Truyền lệnh của ta, các binh lính tiếp tục canh gác ngày đêm quanh cung điện cho ta. Tuân lệnh, thưa Đức Vua. Phù thủy mà lại bại trận trước con người. Các người nghĩ các người đã thắng mà. Quay lại tấn công cung điện cho ta. Quay lại rồi, mau bắn lên. Lạ thật, sao chỉ có lũ dân? Bộ phù thủy Walter đâu? Các người nghĩ dễ dàng hạ gục được Walter này à? Để xem bảo bối của ta quyền năng thế nào nào. Hỡi tóc vàng của ta, mái tóc nhiệm màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người ta. La 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 la. Hoài tư, im lặng nào. Hoàng hậu, hoàng hậu, nàng không sao chứ? Mau thả con gái ta ra, đừng làm hại đến con ta. Từ nay, đây sẽ là con gái của ta. Thì ra co thời dương đông kích tây, sai lũ dời phá đám bên ngoài để thừa cơ hội lén vào phòng bắt lấy công chúa. Mà ta thật xảo quyệt. Hãy huy động toàn bộ binh lính trong vương quốc, mau chóng tiến qua khu rừng để tìm lại công chúa. Thần tuân lệnh. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc diêm màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La 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 la. Chỉ cần ngày ngày vuốt ve mái tóc của đứa trẻ này, ta sẽ mãi mãi xinh đẹp. Bây giờ thì ta cần một nơi ở mới cho Rapunzel, nơi con bé sẽ mãi mãi không thể rời khỏi ta. Ta sẽ cho lũ người này biết thế nào là sức mạnh của phù thủy Gorder ta. Gorder, mau trả con gái cho ta. Đừng hòng, ngươi là kẻ thất tính. Ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại con gái của ngươi đâu. Chỉ cần bà chịu trả công chúa, chúng tôi sẽ lập tức rút quân. Ta sợ quá. Hỡi quyền năng bóng đêm và các thế lực hắc ám, mau đến trợ giúp cho ta. Đi lên, giải cứu công chúa.
Đây là địa bàn của ta, chắc không nghĩ có thể thắng ta. Khu rừng đã bị phù thủy Water phù phép, nghe là chúng ta không phải đối thủ của bà ta, thưa đức vua. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả binh lính của ta sẽ bỏ mạng ở khu rừng này mất. Xin ngài hãy ra lệnh rút quân, từ từ kiếm cách khác, thưa đức vua. Ravenjo, con hãy đợi ta, chàng nhất định sẽ còn quay lại. Rút quân! Công tử William, hãy tiếp tục cử người thăm dò khu rừng, đồng thời ra thông báo chiêu mộ anh hùng khắp nơi. Hãy ai có thể cứu được công chúa, ta nhất định sẽ trọng thưởng xứng đáng. Thần tuân mệnh. Ngoan nào Robinson tóc vàng của ta. Từ nay ta sẽ là mẹ của con nhé con yêu. Ngoài thưa, mau dỗ con bé cho ta, biết tai quá. Chắc là con bé đói bụng rồi, ngươi đi kiếm cho nó ăn đi. Quả cầu ma thuật, hãy cho ta biết nên cho Rapunzel ăn gì. Mau đi tìm sữa về cho Rapunzel, nhanh lên. Con gái tội nghiệp của ta, không biết giờ này con ở đâu, có được ăn no ngủ ngon hay không. Rapunzel nhỏ bé của mẹ. Rapunzel đâu? Rapunzel, cẩn thận Rapunzel. Ôi Rapunzel, tí nữa ta mất bảo bối nhỏ của ta rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ thương, mẹ thương. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hai làng tỏa quyền năng diệu kỳ, chưa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người Rapunzel nhỏ bé. La 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 la. Lạ thật, mái tóc vàng kỳ diệu của Rapunzel có thể chữa lành mọi vết thương mà lại không thể chữa lành cho chính nó. Ta phải bảo vệ con bé kỹ hơn mới được. Ryder, từ nay ngươi phải bảo vệ Rapunzel nghe chưa? Đừng bao giờ để con bé bị thương. Ước gì ta được một lần ra ngoài để khám phá thế giới, tận tay chạm vào những ngọn cây xanh ngát. Rapunzel ơi, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. À, mẹ về rồi. Hôm nay mẹ mệt không? Con đã chuẩn bị đồ ăn tối cho mẹ rồi, con còn nướng bánh mì nữa. Ôi Rapunzel, mẹ chẳng cần ăn uống, con chỉ cần hát là mẹ sẽ đỡ mệt thôi. Nhưng đồ ăn... Mẹ đã bảo là mẹ chưa muốn ăn, mẹ chỉ muốn nghe con hát Rapunzel. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau.
đây là nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La la la. Cảm ơn con yêu. Mẹ thấy khỏe hơn nhiều rồi. Vậy mẹ cùng ăn tối với con nhé. Mẹ ơi, con... con có chuyện này muốn nói. Con muốn mẹ hái hoa về cho con đúng không? Được rồi, ngày mai mẹ sẽ tìm hoa về cho con. Dạ không, con muốn xin với mẹ, ngày mai có thể cho con ra ngoài cùng mẹ được không? Mẹ đã nói rồi, bên ngoài rất là nguy hiểm. Con chỉ an toàn khi ở trong lâu đài này, Rapunzel à. Mẹ ơi, con đã 18 tuổi rồi, con có thể tự lo cho mình được rồi mẹ à. Mẹ nhìn xem, con đã quét sạch sẽ lâu đài, nấu bữa ăn thịnh soạn, nướng cả bánh mì. Con... Mẹ đã nói là không được. Ôi Rapunzel, mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi. Thế giới bên ngoài toàn người ác độc xấu xa. Con chỉ an toàn khi ở trong lâu đài này thôi con yêu. Tốt nhất con đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với mẹ nữa, được không Rapunzel? Dạ, thưa mẹ. Sức khỏe của nàng không được tốt, hãy vào phòng nghỉ ngơi đi. Đã 18 năm trôi qua, không biết Rapunzel của chúng ta bây giờ ra sao. Mẹ đi đây, con ở nhà ngoan ngoãn nhé. Chiều mẹ sẽ mang thêm đồ ăn và trái cây về cho con. Nếu mẹ cần con giúp thì con có thể ra ngoài phụ giúp cho mẹ. Con xin lỗi mẹ, con chỉ... ý của con là... Ôi Rapunzel, con chỉ cần ở nhà chăm sóc mái tóc thật bóng mượt là được. Mọi việc còn lại cứ để mẹ lo. Thôi, mẹ đi đây. Mẹ đi cẩn thận nhé. Tạm biệt mẹ. Không biết khi nào mình mới có thể được ra ngoài như mẹ. Mẹ Gerda xinh đẹp ơi, ngày mai mẹ cho con ra ngoài với mẹ nhé. Mẹ yêu dấu của con, mẹ chỉ cho con ra ngoài một chút thôi cũng được. Con hứa sẽ đi sát bên mẹ. Không không, mình phải tỏ vẻ tội nghiệp mới được. Con xin mẹ đó, mẹ cho con ra ngoài với mẹ đi. Đừng phá nữa, ta mách mẹ cô đơ bây giờ. Rapunzel, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. Dạ, con tới ngay. Hôm nay quá là một ngày mệt mỏi. Con yêu, hãy hát cho mẹ nghe nào. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhìn màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau, lấy là nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La la la. Ôi, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này, mẹ lại thấy yêu đời trở lại. Rapunzel, con nhìn xem, có phải là có một người phụ nữ rất xinh đẹp trong gương không? Đó chính là mẹ của con đó. Dạ đúng ạ. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Vậy ngày mai... Rapunzel, mẹ không muốn nói hoài một chuyện, nhưng mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho con ra khỏi lâu đài này đâu. Ý của con là... ngày mai mẹ có thể mang về cho con ít cành hoa hồng được không? Ôi Rapunzel của mẹ, tất nhiên là được rồi. Mẹ sẽ qua khu rừng bên cạnh đi lựa cho con những đóa hồng đẹp nhất, con gái yêu của mẹ. Cảm ơn mẹ. Ông nhỏ, ta không làm hại em đâu. Bây giờ không có ai, em ra đây, đừng sợ.
em bị thương rồi này. Để ta chữa trị cho em nhé. Hai tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau cho ông nhớ của ta. La 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 la, la 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 la. Em khỏe là ta mừng rồi. Mà em có nhớ tên không nhỉ, chú ông nhỏ? Em tên là Ella. Cái tên dễ thương lắm, Ella. Maxi, nhanh lên nữa nào. Hoàng tử, xin hãy chậm lại, trời đã gần tối rồi. Hoàng tử, phía trước là khu rừng rất sâu và nguy hiểm, ngài hãy quay về. Kìa, hoàng tử. Đúng là con thỏ khôn ranh. Maxi, tiếp tục chứ. Cuối cùng cũng tóm được ngươi. Mình đang ở đâu thế này? Người đâu? Maxi! Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình đang ở trong khu rừng bị phù phép trong lời đồn sao? Nếu cứ thế này, dù mình có võ công tài giỏi đến đâu cũng sẽ bị đuối sức mất. Mình phải nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Không được rồi, phải liền một phen thôi. Cuối cùng cũng thoát. Nhưng nơi đây là... lạ thật. Giữa rừng sâu hun khúc lại có một lâu đài nguy nga thế này. Trời cũng đã tối rồi, hay là mình thử xin trú ẩn một đêm ở đây rồi sáng mai tính tiếp vậy. Sao lâu đài này không có cửa ra vào vậy ta? Đó không phải là một vụ thủy co thôi độc ác hay sao? Mình cứ lên trước đã. Rapunzel, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. Mẹ ta không làm hại em đâu, Ella. Hoa hồng nhung mà con thích nè, Rapunzel. Ta phải đi qua nhiều khu rừng mới hái về cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Nhưng sao khu rừng gần lâu đài lại không có hoa vậy mẹ? Ôi con yêu, con không thấy hoa có đẹp cách mấy thì nở rồi cũng tàn, chỉ dành cho những kẻ yếu đuối thôi. Thế nên trong khu rừng của mẹ chỉ có toàn cây xanh, cây gai mạnh mẽ như mẹ vậy đó. Con lại quên điều gì rồi, Rapunzel? Hai tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La la la. Ôi giọng hát thật là hay. Ước gì ta được gặp người con gái này một lần trong đời của mình. À, ta đã có cách rồi. Tạm biệt Rapunzel, mẹ đi đây. Mình phải thử xem mới được. Em cũng thích hoa hồng đúng không, Ella? Nhìn em kìa, hôm nay có vẻ khỏe mạnh, lanh lợi hơn nhiều rồi đó. Rapunzel ơi, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ đi nào. Chắc là mẹ lại quên gì đây. Em sao vậy, Ella? Mẹ ta không xấu như em nghĩ đâu. Xin nàng đừng sợ, ta không có ý hại nàng đâu.
nàng thật là đẹp. Này, ngươi dám làm Ella bị thương, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nàng định dùng bánh mì làm vũ khí à? Nói mau, ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì? Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Ta là Flynn, hoàng tử nước láng giềng. Hoàng tử ư? Đúng vậy, ta đi săn nhưng bị lạc vào đây. Bởi vì tình cờ nghe được giọng hát của nàng nên mới muốn gặp gỡ làm quen. Ta không hề có ý muốn hại nàng, xin nàng hãy tin ta. Vậy vì sao ngươi lại giả giọng mẹ ta? Đó chính là cách duy nhất để có thể được gặp nàng, bởi vì lâu đài này không hề có cửa ra vào. Nhưng mà khoan, nàng nói người đó là mẹ nàng sao? Đúng vậy. Kỳ lạ thật, ta thấy người đó giống phù thủy cô thơ hơn, không thể nào là mẹ của nàng được đâu. Người dám nói xấu mẹ ta. Ella, em cũng nghĩ mẹ ta là phù thủy. Nàng hãy cởi trói cho ta, ta sẽ không làm hại nàng đâu. Ta xin hứa, rất có thể nàng chính là công chúa Rapunzel đã bị cô thơ bắt đi cách đây 18 năm. Cha của nàng đã cho người loan tin khắp mọi nơi, nên ta đã tình cờ nghe được. Cha ta ư? Người biết cha ta? Đúng vậy, cha của nàng rất có thể là đức vua, còn mẹ nàng là hoàng hậu của vương quốc bên ngoài khu rừng này. Nhưng 18 năm qua, mẹ Golda đối xử rất tốt với ta. Ta không tin, ngươi bịa đặt đúng không? Đối xử tốt à? Nếu vậy tại sao bà ta lại nhốt nàng ở trong tòa lâu đài không hề có lối ra này? Vì mẹ sợ ta gặp nguy hiểm. Là bởi vì nếu như nàng ra ngoài, nàng sẽ biết được sự thật rằng bà ta không phải là mẹ của nàng. Không, ta không tin lời ngươi nói. Nàng nhìn xem, bên ngoài có bao nhiêu cảnh đẹp và những điều lý thú, và có người mẹ nào lại nhốt con mình ở mãi một nơi trong rừng sâu thế này? Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Ngươi đi đi. Ta chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu như nàng muốn... Đừng nói nữa. Mái tóc của nàng thật là thần kỳ, Rapunzel. Xin lỗi, ta không có ý đẩy ngươi xuống. Nhưng ngươi đừng nói xấu mẹ ta. Ta biết là nhất thời nàng không thể nào tin ta được, nhưng mà ta có cách này. Vào đêm trăng sáng, nàng lấy gương phản chiếu ánh trăng và soi vào gương mặt bà ta, nàng sẽ thấy được dung nhan thật của phù thủy ra sao. Maxi, ta không sao đâu Maxi. Chắc ngươi lo lắng lắm. Ta về hoàng cung thôi Maxi. Ta ngửi thấy mùi gì là lạ. Chắc là mùi súp bí đỏ đó mẹ. Mẹ ngồi ăn tối với con luôn nhé. Không đúng lắm, nhưng súp bí đỏ nhìn ngon đó con yêu. Mẹ này, hôm nay là đêm trăng rằm, mẹ ngắm trăng với con được không? Ta không thích ngắm trăng đâu. Ta còn phải đi ngủ sớm đây, mai còn làm việc. Tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhìn màu của ta, la 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 la. Ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nàng định dùng bánh mì làm vũ khí à? Rapunzel, hy vọng ta sẽ sớm được gặp lại nàng. Ella, ta biết ta nên làm gì mà. Con không khỏe ở đâu à? Dạ không, con không sao. Mẹ đi đường cẩn thận nhé. Ella, bây giờ ta phải làm sao đây? Rapunzel ơi Rapunzel, là ta Flynn đây. Ta có chuyện này muốn gặp nàng.
Rapunzel, ta rất lo lắng cho nàng. Hôm qua là ngày trăng tròn, nàng có làm theo cách mà ta nói chưa? Hôm nay ta đến đây là còn có một chuyện rất quan trọng. Ta được biết nàng chính là công chúa Rapunzel đã bị phù thủy cô thơ bắt đi cách đây 18 năm. Có phải trên bả vai phải của nàng có một vết bớt hình ngôi sao năm cánh hay không? Sao chàng lại biết? Ta chưa từng nói với ai vì ta có vết bớt sau bả vai mà. Là chính cha mẹ của nàng đã nói ta nghe. Chuyện là như vậy. Để tìm hiểu về thân phận của nàng, ta đã tới vương quốc của nàng, xin gặp đức vua và hoàng hậu. Chính hoàng hậu đã kể rằng có một ngôi sao nhiệm màu đã cứu sống hai mẹ con nàng. Và từ khi sinh ra, trên bả vai phải của nàng đã có một vết bớt hình ngôi sao năm cánh. Thì ra ta là nàng công chúa bị bắt đi cách đây 18 năm. Rapunzel, ta tình nguyện sẽ dẫn nàng trở về quê hương của nàng, đoàn tụ cùng với cha mẹ. Hai người đang rất mong được ngày gặp lại nàng. Chỉ cần ra khỏi khu rừng này, binh lính của đất vua sẽ đợi sẵn để yểm trợ chúng ta. Cảm ơn Flynn, ta sẽ nhớ mãi ơn cứu giúp của chàng. Chúng ta mau đi thôi, nếu như để bà ta phát hiện ra, chúng ta sẽ khó thoát thân. Chàng hãy bám chặt vào tóc của ta. Đây là lần đầu tiên ta chạm vào những ngọn cỏ xanh thế này, điều mà trước kia ta chưa bao giờ làm được. Rồi nàng sẽ còn được chạm tay vào vô số những thứ đẹp đẽ ngoài kia nữa. Rapunzel à, nàng không còn bị giam lỏng trong tòa lâu đài này nữa đâu. Chúng ta phải đi nhanh thôi, Rapunzel. Maxi, đây là công chúa Rapunzel, người không được vô lễ. Chào Maxi, ta là Rapunzel, rất vui được biết ngươi. Rapunzel, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. Rapunzel, Rapunzel, mau thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào, đừng để mẹ đợi lâu. Mau gọi con bé cho ta. Cái gì? Rapunzel không có trong lâu đài. Không thể nào. Rapunzel, con đâu rồi Rapunzel? Rapunzel! 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 Này bình tĩnh, chúng ta sắp tới bì rừng rồi. Maxi, chạy nhanh lên. Rapunzel, con không ra khỏi khu rừng được đâu. Rapunzel, dừng lại ngay. Quý rồi, đội thần sắp đuổi kịp. Đây là lối ra duy nhất của khu rừng này. Flynn, chàng hãy trốn đi chỗ khác. Dù gì bà ta cũng không làm hại ta đâu. Không được, ta sẽ không rời bỏ nàng đâu. Rapunzel, về với mẹ nào con yêu. Mẹ? Không, bà là phù thủy, không phải mẹ tôi. Hãy để tôi được trở về với cha mẹ ruột của mình. Ôi, con gái tội nghiệp của ta. Cha mẹ ruột của con không cần con nữa. Chính ta là người đã nuôi nấng con suốt 18 năm qua. Ta là phù thủy thì sao? Có bao giờ ta làm con đau không, Rapunzel? Rapunzel, đừng nghe lời bà ta nói. Bà ta không phải mẹ của nàng đâu. Vậy nếu cha mẹ con cần con, vì sao 18 năm qua họ không đi tìm con hả Rapunzel? Về với mẹ, Rapunzel bé nhỏ, mẹ sẽ tha lỗi cho con. Trên người con có một vết bớt, mẹ có biết nó hình gì và ở đâu không? Còn có vết bớt gì à? Ôi, mà ai quan tâm mấy cái vết bớt vô nghĩa làm gì? Là vết bớt hình ngôi sao bên vai phải. Bà chưa từng yêu thương tôi thật lòng nên sẽ chẳng để tâm. Bà chỉ đang lợi dụng tôi thôi. Đến lúc tôi trở về với gia đình thật sự của mình rồi, xin hãy để chúng tôi đi. Rapunzel, cẩn thận. Maxi, tất cả trong cậy vào ngươi. Maxi, chạy đi. Ngươi làm được mà, Maxi.
đâu được nhỉ? Rider, mau đi tìm chúng cho ta. Mọi người bình tĩnh, bám chắc vào. Chị Rapunzel, anh Flynn, hai người không sao chứ? Em là ông nhỏ Ella đây. Em biết nói à, Ella? Vâng, chúng em là bộ tộc tiên ong, có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của loài người như chị. Mọi người đừng sợ. Ở hang động dưới lòng đất này, Gerder tạm thời không thể tìm ra tung tích của mọi người đâu. Cảm tạ nữ hoàng đã cứu giúp bạn bè của thần. Còn đây là nữ hoàng Serena của bộ tộc tiên ong chúng em ạ. Thì ra chính nữ hoàng đã cứu chúng tôi ạ. Xin cảm ơn nữ hoàng rất nhiều. Hãy cứ gọi ta là Serena. Nhờ có ông nhỏ Ella báo tin, ta mới kịp thời đến trợ giúp cho mọi người. Đây là nơi tộc tiên ong trú ẩn để tránh tai mắt của phù thủy Golder. Chỉ khi ở trong lòng đất, chúng ta mới tạm an toàn. Ngươi không tìm thấy chúng à? Chúng có thể ở đâu được chứ? Hỡi quả cầu ma thuật, hãy cho ta biết Rapunzel đang ở đâu. Đến quả cầu ma thuật cũng không biết chúng ở đâu. Chẳng lẽ chúng ở trong lòng đất? Ngươi hãy đi tìm thật kỹ quanh các hang động cho ta. Nhất định chúng chưa đi xa đâu. Nhưng vì sao bộ tộc tiên ông lại trốn ở đây, thưa nữ hoàng Serena? Chỉ trách ta là nữ hoàng mà không đủ tài sức để bảo vệ thần dân của mình. Trước đây, khu rừng này là vương quốc của bộ tộc tiên ông chúng tôi. Chúng tôi sống yêu thương, chan hòa và không bao giờ biết đến chiến tranh. Bỗng một ngày nọ, phù thủy Golder xuất hiện và muốn độc chiếm lấy khu rừng. Bà ta sai khiến lũ dơi tàn phá những vườn hoa của chúng tôi. Chuyện gì thế? Rừng hoa của chúng ta. Nữ hoàng Serena mong người đòi lại công bằng cho bộ tộc chúng ta. Phải đó, chúng ta không thể để Golder ngang nhiên tàn phá nơi ở của chúng ta. Golder, chúng tôi không gây thù chuốc oán với bà. Vì sao bà lại phá nơi ở của chúng tôi? Vì tôi muốn khu rừng này thuộc về riêng ta, được không? Bà thật ngang ngược và ích kỷ. Ta sẽ cho bà biết, loài tiên ông của chúng ta không dễ bị ức hiếp vậy đâu. Tất cả tiên ông nghe lệnh ta. Tấn công! Không xong rồi, mình phải nhờ trợ giúp của rồng lửa thôi. Chúng này giở trò gì nữa đây? Hỡi rồng lửa vĩ đại, xin hãy xuất hiện. Phù thủy Golder, mau dừng lại. Nếu không, lửa rồng của ta sẽ thiêu bà thành tro bụi. Còn chưa biết ai hơn ai đâu, con rồng ngông khôn tự đại. Rồng lửa, chỉ cần ngươi chịu khuất phục ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Loài rồng của ta hàng ngàn năm nay chỉ bảo vệ chính nghĩa, không bao giờ khuất phục trước một vị xấu xa như bà. Được, là ngươi tự chọn cái chết đó nha. Toàn bộ thần nhân tiên ông bao trợ giúp cho rồng lửa. Không ngờ con rồng lửa này lại lợi hại như vậy. Ngay cả sợi dây ma thuật của ta cũng không trói được nó. Mình phải nghĩ cách khác thôi. Hay mặt bộ tộc tiên ông, cảm ơn rồng lửa đã trợ giúp đánh đuổi phù thủy Golder. Đó là trách nhiệm của ta. Nữ hoàng Serena không cần khách sáo. Nhưng xưa nay, các phù thủy nổi tiếng độc ác không dễ dàng bỏ cuộc nếu họ chưa đạt được mục đích. Chúng ta cần phải gia tăng cảnh giác. Thì ra khu rừng này vốn thuộc về bộ tộc tiên ông, được rồng lửa kiên cường bảo vệ. Nhưng vì sao đã đánh thắng Golder mà mọi người vẫn phải lẩn tránh trong hang động này? Vì sau đó, Golder đã đầu độc vườn hoa, hãm hại rồng lửa, đuổi cùng giết tận bộ tộc tiên ông. Chuyện là thế nào, thưa nữ hoàng Serena?
phù thủy Golder ác độc đã chế ra một loại thuốc cực độc, lén lút tưới vào những bông hoa ở khu rừng. Ông làm sao thế này? Còn vườn hoa nữa. Có người đã hạ độc những bông hoa vào tối qua. Các tiên ông vô tình hút mật sáng nay liền bị đau quằn quại thế này. Trong lửa, ông xem có cách gì cứu họ không? Chất độc này thật lạ, ta cũng chưa bao giờ gặp phải. Muốn giải độc, giờ chỉ có cách là nhanh chóng tìm ra người đã hạ độc. May ra mới cứu được các tiên ông. Là có được. Hình như có người nhắc đến tên ta. Order, bà mau giải độc cho các tiên ông. Nếu không, ta sẽ không tha cho bà đâu. Còn nếu không có thuốc giải của ta, tất cả các tiên ông đã trúng độc sẽ bị chết. Mau thả ta ra. Trong lửa, xin ông bớt nóng giận, đừng làm hại Order. Tính mạng của các tiên ông đều phụ thuộc vào bà ta. Thuốc giải đâu? Lấy ra mau, rồi ta sẽ thả người ra. Được, người thả ta ra trước, ta sẽ giải độc cho các tiên ông. Mặt của ta, mặt của ta. Mắt của người đã trúng chất kịch độc do ta điều chế, nên từ nay sẽ không thể thấy ánh sáng nữa. Xem ngươi làm sao bảo vệ lũ tiên ông yếu ớt này. Trong lửa, Gwen, bà thật xảo trá, mau đưa thuốc giải đi. Để các ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có thuốc giải đâu. Mọi người tấn công, bắt sống lấy Gwen. Nữ hoàng Serena, cô không phải đối thủ của Gwen. Mau dẫn các thần dân còn lại trốn đi, nhanh lên kẻo không kịp ta sẽ cầm chân của ta. Trong lửa, vậy xin ông hãy bảo trọng. Ta có lỗi với mọi người. Đi thôi. Muốn bỏ trốn à? Không dễ vậy đâu. Đã xử lý xong tên rồng lửa, bây giờ đến lượt ngươi ra tay đón ai được. Không được để bất kỳ tiên ông nào sống sót. Từ đó, bộ tộc tiên ông chỉ biết lẩn trốn trong các hang động nằm sâu ở dưới lòng đất để lánh nạn. Golder muốn triệt đường sống của chúng tôi, nên đã phá hoại mọi loài hoa ở trong khu rừng. Thì ra, đó là lý do mà khu rừng này không có bất kỳ loài hoa nào. Không ngờ Golder lại ác độc đến vậy. Vậy thời gian qua, bộ tộc tiên ông trồng hoa dưới hang động bằng cách nào? May mắn, ta vẫn còn giữ vài hạt giống, nên cố gắng trồng hoa trong hang động. Tuy nhiên, dưới lòng đất không ánh sáng, loài ông tiên phải lén lút hướng nắng vào những chiếc túi nhỏ rồi bay về hang chiếu sáng cho qua. Nhưng hễ bay lên mặt đất, chúng tôi lại bị tụi dơi độc ác làm hại. Không ngờ nữ hoàng Serena và các tiên ông phải chịu nhiều ấm ức đến vậy. Hôm đó em đang đi hướng nắng cũng bị bọn dơi truy đuổi. May có chị Rabenzo cứu bạn. Hèn chi cứ mỗi lần Golder và Rider trở về, em lại sợ hãi như vậy. Nhưng em biết nói mà, vì sao em không kể cho ta nghe? Vì nếu em nói chuyện, Golder sẽ biết em đang trú ở lâu đài. Với lại em cũng không muốn làm chị kinh sợ, nên mới im lặng, đợi thời điểm thích hợp thì dẫn chị về hang động của tụi em. Quy rồi, lũ dơi cứ bay quanh cửa hang động, chúng thần không thể ra ngoài hứng nắng được, thưa nữ hoàng Serena. Nếu không có nắng, những bông hoa cuối cùng trong hang động sẽ chết mất. Loài tiên ông sớm muộn gì cũng sẽ không còn. Mai tóc vàng nhìn màu của ta,
Hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, mang đến ánh sáng của mặt trời rực rỡ, chiếu sáng những bông hoa trong hang động này. La 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 la. Wow, nữ hoàng Serena, người nhìn kìa, các bông hoa đã tươi đẹp trở lại rồi. Thích quá, thích quá. Thật thần kỳ, Rapunzel, mái tóc của nàng đã cứu sống những bông hoa, cứu sống bộ tộc tiên ông chúng tôi. Xin đa tạ nàng. Đây cũng là gì tôi nên làm. Nữ hoàng Serena và mọi người không cần khách sáo. Flynn, chàng không sao chứ? Hình như cậu ấy bị thương rồi. Mái tóc vàng nhiệm mâu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người của Flynn. La 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 la. Ôi thật là kỳ diệu. Thì ra đây chính là lý do mà Gother giam giữ nàng trong suốt 18 năm qua. Rapunzel, nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng thoát khỏi Gother để trở về bên cha mẹ của nàng. Chỉ cần ra khỏi khu rừng này, phép thuật của Gother sẽ bị hạn chế. Vậy chúng ta hãy đợi trời tối rồi nhanh chóng đi thôi. Rapunzel, xin hãy giúp đỡ bộ tộc tiên ông chúng tôi. Xin hãy giúp đỡ bộ tộc tiên ông chúng tôi. Kìa nữ hoàng Serena, có chuyện gì xin người cứ nói. Gother đã xâm chiếm khu rừng của bộ tộc tiên ông chúng tôi trong nhiều năm. Mong Rapunzel và Flynn hãy giúp chúng tôi đánh đuổi Gother, trả lại cuộc sống bình yên cho vương quốc tiên ông chúng tôi. Gother đang truy lùng hai người, chắc chắn bà ta sẽ tìm đủ mọi cách để bắt lại Rapunzel. Chúng ta phải hợp sức lại, mày ra.